Lạc Việt xin kính chào Linh Mục Ta Điêu Nguyễn Văn Lý, quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên diễn đàn Sinh Hoạt Live hôm nay, diễn đàn Đâu Là Sự Thật trên các đài radio, trên các website và trên các diễn đàn bạn. Mọi người nghe rõ ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Diễn đàn yểm trợ khối 8406, Diễn đàn Quốc dân dựng cờ dân chủ và Hội đồng Liên kết đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, tranh đấu cho nền dân chủ pháp trị, tôn trọng nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ. Hôm nay Chủ nhật 26 tháng 2 năm 2017, chương trình hội luận 8406 hợp tác với diễn đàn Đâu Là Sự Thật sinh hoạt tuần lễ thứ 425 hân hạnh được tiếp đón Linh Mục Phêrô Phan Văn Đợi, Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý, nhà văn Trần Phong Vũ, quý đài radio, các website, quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên các diễn đàn. Đề tài hôm nay: Tập hợp quốc dân Việt kêu gọi đồng bào hải ngoại cùng đồng hành với quốc nội biểu tình cứu nguy tổ quốc, do Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý và nhà văn Trần Phong Vũ trình bày và đặc trách hội luận. Để mở đầu chương trình, mời quý thân hữu cùng giơ tay lên trong nghi thức khai mạc. Lễ chào cờ Việt Nam tự do bắt đầu. Cầu nguyện và mặc niệm để tưởng nhớ đến quốc tổ Hùng Vương, các vị anh hùng liệt nữ và các vị nhân sĩ đã đóng góp trí tuệ, sức lực, xương máu để bồi đắp nên dải giang sơn gấm vóc là nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam. Đặc biệt để tưởng nhớ công đức hai bà Trưng Bà Triệu đánh đuổi quân Đông Hán, Ngô Quyền đánh đuổi quân Nam Hán, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt phá Tống Bình Chiêm, đời nhà Trần ba lần đánh đuổi giặc Nguyên, vua Lê Lợi Nguyễn Trãi đánh đuổi giặc Minh, vua Quang Trung diệt quân Thanh. Để tưởng nhớ 74 chiến sĩ Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã tử trận trong trận Hải chiến Hoàng Sa năm 1974 chống Trung Cộng xâm lược. Chúng ta cầu nguyện cho các chiến sĩ dân chủ nhân quyền, dân oan khiếu kiện, dân oan tôn giáo, các bạn trẻ sinh viên yêu nước đang bị bạo quyền Việt Cộng trù dập hoặc đang chịu đày ải trong các trại tù. Và đặc biệt hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho kế hoạch biểu tình toàn quốc và lâu dài tại Việt Nam đạt được thắng lợi. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả đồng bào Việt Nam thoát được cơn sợ hãi để xuống đường đồng loạt để cứu nguy tổ quốc. Phút cầu nguyện và mặc niệm bắt đầu. Chúng ta cùng chia sẻ bài hát Việt Nam Minh Châu Trời Đông để hướng về tất cả những anh hùng liệt nữ đã gìn giữ đất nước chúng ta, đã xây dựng đất nước chúng ta đến năm nay là 4.896 năm. Bài hát Việt Nam Minh Châu Trời Đông nói lên quốc gia Việt Nam đã có một thời kỳ cường thịnh ngay tại dòng lịch sử hiện đại, đó là thời đệ nhất Việt Nam Cộng hòa. Việt Nam Minh Châu Trời Đông như là một lời cầu nguyện
với tổ tiên chúng ta, những anh hùng dựng nước và giữ nước. Việt xin thay mặt cho chương trình hội luận hôm nay cảm ơn tất cả quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu đã giơ tay lên trong nghi thức khai mạc, và quý thân hữu cũng đã tặng thật là nhiều những bó bông tươi thắm cho quốc tổ Hùng Vương, cho tất cả các anh hùng liệt nữ của dân tộc đã xây dựng đất nước chúng ta cường thịnh trong suốt chiều dài lịch sử 4.896 năm. Trong đó có rất nhiều cuộc người dân Việt chúng ta phải đứng lên kháng chiến để chống lại các cuộc ngoại xâm, và tất cả chúng ta đều đã thắng lợi tốt đẹp. Riêng đợt này có lẽ là đợt thứ năm mà chúng ta bị nạn Hán hóa, và Đảng Cộng sản và tập đoàn của chúng lại là những kẻ nối giáo cho giặc và đang tâm giao đất nước cho chúng ta. Toàn bộ từ chính sách, kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự hiện nay đều lọt vào tay Tàu Cộng. Chúng ta hãy cầu nguyện, và hơn bao giờ hết, chúng ta hãy đồng hành với quốc nội như lời kêu gọi của Tập hợp Quốc dân Việt là sẽ biểu tình nguyên năm 2017 và có thể kéo dài hơn để cứu nguy tổ quốc. Và hôm nay chúng ta may mắn có sự hiện diện của Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, Linh mục Tadio Nguyễn Văn Lý và nhà văn Trần Phong Vũ, luôn luôn hướng về quốc nội, và coi như cuộc biểu tình mà chuẩn bị cho một cái cuộc biểu tình rộng lớn và đều khắp sắp được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 3 tại quốc nội. Thì hôm nay chắc chắn là trong chủ đề hôm nay, Tập hợp Quốc dân Việt kêu gọi hải ngoại hãy đồng hành với quốc nội để cùng cứu nguy tổ quốc. Và để là mở lời đầu cho cái chương trình hội luận thảo luận hôm nay với Linh mục Tadio Nguyễn Văn Lý và nhà văn Trần Phong Vũ, chúng ta hãy cùng lắng nghe lời mở đầu của Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, sẽ có đôi lời nối kết công cuộc đấu tranh giữa quốc nội và hải ngoại, và cũng là những lời chào đón Linh mục Tadio Nguyễn Văn Lý, nhà văn Trần Phong Vũ, tất cả quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu, đặc biệt đang sinh hoạt live trên diễn đàn Đâu Là Sự Thật, trên các diễn đàn bạn và trên các đài radio và trên các website. Xin được kính mời tiếng nói của Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi và cảm ơn hồn nhiên. Dạ vâng, cô mời cha.
Dạ vâng, chân mời cha, thưa cha. Dạ. À, anh chị em có nghe được cha rõ không ạ? Cha, cha họ không nghe, để con chút nha. Để con một chút xíu, để con... Anh chị em đợi cho một giây. Dạ vâng, con mời cha. Kính thưa toàn thể quý vị và quý bạn, kính thưa quý anh điều hành cả diễn đàn, và đặc biệt là thưa hai vị diễn giả hôm nay là Linh Mục Nguyễn Văn Lý và nhà văn Trần Phong Vũ. Chân thành xin cảm ơn cô Hồng Duyên đã nối nhịp cầu. Kính thưa quý vị, và tất cả chúng ta đều thấy ở Việt Nam, những biến động càng ngày càng lớn, nhất là từ vụ Formosa xảy ra cách đây gần một năm. Cái thảm họa về môi trường đó đã làm dấy lên những vấn đề lớn lao cho đất nước. Người ta gọi là đó là cái thảm họa về môi trường, đại họa kinh tế, tai họa về sức khỏe và hiểm họa về quốc phòng. Chúng ta thấy là có những cái cuộc đứng lên của người dân, một là bằng cách là đi biểu tình, hai là bằng cách là đi khiếu kiện, thứ ba là bằng cách là vận động chữ ký, thứ tư là bằng cách viết bài trên mạng để tố cáo cái Formosa và đồng loạt của nó là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cái vụ mà gây chấn động mới đây nhất đó là cái vụ trong ngày 14 tháng 2, khi mà khoảng từ trên 600 giáo dân sông Ngọc đi biểu tình, đi bộ, đi tuần hành, khiếu kiện thì đã bị đàn áp cách dã man, đê hèn bởi nhà cầm quyền Cộng sản, nhất là tại tỉnh Nghệ An. Thì cái đó làm cho mọi người đều thấy rằng là không thể để cho cái Formosa tồn tại, và nhất là cái mà nguyên nhân gây ra Formosa đó chính là cái chế độ Cộng sản Việt Nam, không thể để cho nó tồn tại được. Cái này thì tuyên ngôn tự do tại một khung khẩu đã nói cách đây 11 năm rồi, phải loại trừ cái chế độ độc tài ra khỏi cái chính trường. Cho sao trong cái tinh thần thao thức đó thì Linh Mục Nguyễn Văn Lý cách đây hơn một tháng đã có đề nghị một cái cuộc biểu tình toàn quốc vào ngày mùng 5 tháng 3 tới. Và chúng tôi thấy là mọi người đang hướng về, nhất là ở hải ngoại, nó hướng về đó để mà ủng hộ cho người dân ở trong nước. Ở trong nước thì cũng có những cái sự chuẩn bị cách này cách nọ cho cái ngày xuống đường. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng cái xuống đường ở tại Việt Nam này á, mà muốn có cái sự thành công, muốn có cái sự là hữu hiệu đấy, thì cần thứ nhất là phải có cái lực lượng đông đảo, thứ hai là lực lượng đó phải có cái kỷ luật, thứ ba là lực lượng đó phải có một cái tuyên ngôn cho rõ ràng. Thì trong cái thời gian vừa qua đó, là chúng ta thấy là chỉ có những cái cuộc tuần hành biểu tình và tại giáo phận Vinh mà từ các giáo xứ mới gọi là thành công. Và bây giờ đó là có những cái cuộc xuống đường vài ngàn người cho tới chục ngàn người, cái sự hướng dẫn của các linh mục, và họ đi một cách công khai, dẫn những cái biểu ngữ rất lớn và đông đảo, cho nên vì thế mà nhà cầm quyền nó không thể đàn áp, ngoại trừ cái cuộc tuần hành cái hôm 14 tháng 2 là nhà quyền được dập tắt vì bên vực châu Formosa. Cho nên ở đây xin thưa với tất cả quý vị và tất cả những ai mà đang có dự tính thực hiện tổ chức cái cuộc biểu tình ngày mùng 5 tháng 3 thì phải nhớ rằng
Cái cuộc biểu tình này muốn cho nó thành công thì phải có những nền tảng như thế, tức là phải huy động được đông đảo đó, những con người đó là phải đi tuần hành trong trật tự, là phải có sự hướng dẫn của những người lãnh đạo mà họ tín nhiệm. Tôi đã từng nói với trợ lý là hãy liên lạc, hãy liên kết với các giáo sư Vinh, giáo sư là giáo phận Vinh đó, để ngày đó là các giáo sư đó đông đường. Thế chúng ta phải xuống đường cả 10.000 người, 100.000 người một chỗ đấy, lúc đó mới có cơ hội là thành công và mới tránh được sự đàn áp. Giống như lời của một cái em cảnh sát là cơ động đã tiết lộ, đã nói về cái điều đó trong cái bức thư mà viết sau ngày 14 tháng 2 đó. Em đó kết luận bức thư, cái bức thư tố cáo về âm mưu của Cộng sản Nghệ An đó. Em đó kết luận bức thư là phải biểu tình cả 100.000 người thì mà không bị đàn áp. Cho nếu mà chúng ta biểu tình ở khắp nơi, khắp cả Việt Nam, nhưng mà mỗi nơi vài ba trăm hay là một vài ngàn thì chắc chắn là nó sẽ, Cộng sản nó sẽ có thừa sức để mà trấn áp ngay lập tức. Chúng ta đấy, chúng ta nhớ lại kinh nghiệm của bên Đông Âu. Thế mỗi lần người ta biểu tình là cả hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người. Bên Trung Đông cũng vậy, người ta liên lạc với nhau mà kéo đâu ra quảng trường tới cả triệu người đó. Cho nên mà giật sập cả cái chế độ độc tài. Chốc nữa đây thì cho Lý sẽ trình bày với chúng ta những cái chi tiết về sự tổ chức cho cái ngày mùng 5 tháng 3 đó, mà do cái sáng kiến là do cho Lý đã đưa ra và đề nghị đấy. Cũng như là chúng ta sẽ nghe ông Trần Phong Vũ nói về cái ngày đó với những góp ý mà chắc chắn sẽ hữu ích cho tất cả chúng ta. Sau đó là một vài lời tôi xin phát biểu với tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã lắng tai nghe. Lạc Việt xin thay mặt cho tất cả quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên các diễn đàn, trên các đài radio và trên các website. Cảm ơn những lời mở đầu của Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi. Chúng ta vừa mới lắng nghe lời mở đầu thì đã thấy biết bao nhiêu gian nan và đã thấy trước mắt là những cuộc đàn áp khốc liệt sẽ xảy ra. Cuộc biểu tình ở trong quốc nội không đơn giản như người hải ngoại chúng ta thường biểu tình, và càng không đơn giản như nhiều người nghĩ. Do đó, những người tất một số người mà chỉ mau mắn nghe rồi để kết án thế này thế kia và bảo trong nước phải thế này thế nọ, thực sự họ không nắm vững được cái tình hình, họ không nắm vững được cái lòng yêu nước chan hòa của người quốc nội như thế nào, và họ cũng không nắm vững được cái sự tàn ác của Việt Cộng hiện nay là tay sai đắc lực cho Tàu Cộng như thế nào. Vâng, chúng ta sẽ cùng lắng nghe cái chương trình hôm nay với Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Lý và nhà văn Trần Phong Vũ, kêu tập hợp quốc dân Việt, kêu gọi người Việt hải ngoại chúng ta hãy cùng đồng hành với quốc nội để cứu nguy tổ quốc. Vâng, như quý vị đã biết thì thảm họa Việt Nam đang bị Hán hóa trầm trọng là những sự thật rất là hiển nhiên. Tập đoàn Việt Cộng là tay sai đắc lực cho giặc Bắc Phương đang triệt tiêu dân tộc ta qua thảm họa môi trường cũng là điều đang thật sự hiển hiện. Người Việt Nam trong và ngoài nước cảm nhận hết sức rõ ràng, nếu tập thể người Việt không vùng lên tự cứu thì việc Việt Nam thành Tây Tạng II cũng là đại họa gần kề. Vì vậy, trong muôn vàn khó khăn do bị kềm kẹp và sẵn sàng bị đàn áp thô bạo, tập thể những người yêu nước trong quốc nội đã liên kết với nhau thành phong trào Tập hợp quốc dân Việt cứu nguy tổ quốc, và mời gọi các đoàn thể, tổ chức, xã hội dân sự, dân oan và mọi cá nhân, quốc nội cũng như hải ngoại cùng liên kết tham gia tập hợp quốc dân để thực hiện các cuộc biểu tình rộng lớn hơn hầu cứu nguy tổ quốc dựa trên kinh nghiệm của các nước Đông Âu. Tập hợp quốc dân Việt cũng ý thức được tầm quan trọng của người Việt hải ngoại trong công tác quốc tế vận cũng như đồng hành với quốc nội qua các biểu tình chống Việt Cộng, chống Tàu Cộng, tạo thế liên hoàn cũng như thể hiện điểm dựa tinh thần
cho đồng bào quốc nội. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe sự chia sẻ của Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý. Và xin kính mời cha cầm micro ạ. Xin kính chào anh Lạc Việt và ban tổ chức. Xin kính chào cha Phêrô Phan Văn Lợi và nhà văn Trần Phong Vũ. Xin kính chào tất cả quý vị đồng bào Việt Nam thân yêu trong và ngoài nước, và đặc biệt những ai đang tham gia chương trình này. Xin kính chào và xin cảm ơn. Để khỏi phải mất nhiều thời giờ cho quý vị, tôi xin thưa những điều cần thiết ngay. Cách đây 9 tháng, tôi được ra khỏi trại giam và tôi nghe ngóng thấy bao nhiêu người ưu tư khắc khoải về việc hàng hóa Việt Nam. Tôi để 2 tháng để nghiên cứu phân tích tình hình, và sau 2 tháng lần đầu tiên tôi có phương tiện tiếp cận với mạng thông tin toàn cầu và thấy được lá cờ Trung Cộng 6 sao do các em thiếu nhi Hà Nội cầm đi đón ông Tập Cận Bình ngày 21-22 tháng 12 năm 2011. Thì tôi khóc tức tưởi ngay, vì lá cờ này là biểu tượng của việc hàng hóa Việt Nam, và những người lãnh đạo Việt Nam đang cúi đầu tủi nhục để cho phép lá cờ ô nhục này có mặt trên đất nước Việt Nam. Hai ông tổng bí thư ôm nhau hôn giữa rừng cờ 6 sao này nói lên tất cả sự lệ thuộc của Việt Nam vào tàu cộng. Tôi không thể nào mà không khóc. Và 7 tháng liên tiếp vừa rồi thì tôi quan tâm đến đặc biệt đề tài này và không thể đứng yên nhìn đất nước chúng ta đang rơi vào tay của tàu cộng mỗi ngày một rõ ràng. Nỗ lực hết sức để thành lập một liên minh quy tụ toàn dân lại với nhau rất vất vả và khó khăn. Và cuối cùng trong những ngày này thì một số người tâm huyết đã thành lập Tập hợp Quốc dân Việt, mong tập được tất cả quốc dân Việt trong và ngoài nước, mà hiện nay có lẽ khoảng 98 triệu dân rồi, 93 triệu dân quốc nội và khoảng 5 triệu hải ngoại. Thì ngay lúc đó, cách đây 7 tháng, nhiều bà con ở hải ngoại, nhiều phương tiện truyền thông đã hỏi tôi bây giờ cần phải làm những gì. Và tôi xin thưa cần phải làm 3 việc khẩn cấp. Việc thứ nhất là vận động quốc tế ủng hộ Việt Nam. Thì việc này phần lớn là xin nhờ cậy vào đồng bào bà con hải ngoại. Ai có quen biết được chính khách nào,
chính phủ nào, quốc hội nào, nhà văn nào, nhà báo nào, thì cố gắng vận động hết sức để quốc tế quan tâm đến Việt Nam và ủng hộ Việt Nam. Việc thứ hai là phải phân hóa hàng ngũ của nhà cầm quyền Việt Nam ra, phân loại ra ai là người cam tâm chịu nhục làm nô lệ Trung Quốc và ai là người thiệt tha với Tổ quốc. Và công việc này hiện nay đã đạt được kết quả tương đối là đầy hy vọng mà lát nữa tôi sẽ trình bày. Công việc thứ ba là nối kết tất cả quốc dân Việt lại thành một khối. Công việc này thật là vất vả. Như quý vị đã biết, 5 triệu dân Việt Nam hải ngoại không dễ gì trở thành một khối được. Sau hơn 40 năm lưu lạc và cùng nỗ lực, nhưng cho đến nay công việc vẫn còn rất đầy chông gai. Còn nối kết 93 triệu dân Việt Nam quốc nội để thành một khối cùng hiệp nhất với 5 triệu dân ở hải ngoại cũng là một việc hết sức mệt mỏi và đầy thử thách, nhưng chúng ta vẫn phải nỗ lực để làm. Và vì không thể nào ngồi đợi Tổ quốc chúng ta rơi vào tay tàu cộng, cho nên dù khó khăn bao nhiêu thì chúng ta cũng phải nỗ lực. Và một trong những việc nối kết lại đó là chúng ta phải tập dượt để biểu tình. Mặc dù công việc rất khó khăn, nhưng hôm nay cũng đã bước đầu có những dấu hiệu phấn khởi. Chúng ta không hy vọng 93 triệu dân Việt Nam quốc nội đồng loạt đứng lên, nhưng chúng ta hy vọng một số người tiên phong lôi kéo được những người còn lại và dần dần sẽ có một phong trào đông mạnh hơn. Chúng ta khiêm tốn nhìn nhận việc khó khăn, cho nên cần phải thực tập. Dần dần sẽ vượt qua được những thử thách trước mắt. Kính thưa quý vị, hiện giờ trong quân đội, nhà cầm quyền đã lên phương án để ngăn chặn đàn áp trong những ngày này rất là khốc liệt. Trước hết, khoảng 2 tuần nay, lực lượng cơ động đã thực tập đàn áp có bài bản, cầm dụng cụ gì, đánh vào dân ở đâu, đánh vào lưng, vào ngực, vào hông, vào tay, vào vai, vào hai chân và vào máy điện thoại, máy quay phim. Họ đã thực tập rất là bài bản với máy camera quay liên tục để phát hiện những cán bộ nào thương dân mà không chịu đánh dân, hoặc đánh dân mà đánh cho có lệ, đánh nhẹ quá, thì khi về lại đơn vị sẽ bị kiểm điểm, bị kỷ luật và nặng nhất là đuổi ra khỏi ngành. Vào ngày 14 tháng 2 vừa rồi, vụ việc xảy ra ở Hà Tĩnh, Nghệ An thì đã có những cán bộ lực lượng
cơ động bị đuổi ra khỏi ngành của họ. Trong tay tôi có tên có tuổi rõ ràng lắm. Lực lượng từ Nghệ An được điều về Diễn Châu để đàn áp. Và khi quay lại bắn camera thì họ đã kỷ luật những cán bộ nào. Rồi trong những ngày này thì họ cắt điện thoại, cắt cả phương tiện truyền thông mà hiện giờ chúng ta đang có. Rồi giả giọng của người này người kia để lừa gạt lấy thông tin. Họ đã giả giọng tốt và lừa gạt được 4 người. Họ cũng đã giả giọng người khác và lừa gạt tôi 1 lần. Song song, một người thật đang gọi điện thoại cho tôi, thì một người già, cũng già người ấy, cũng đang gọi ở một số khác. Giọng nói gần giống. Họ đã có một phần mềm, muốn già giọng ai thì thu băng giọng người ấy, rồi chuyển qua một phần mềm cùng một làn sóng, để khi người đóng giả nói vào thì được chuyển thành làn sóng của người mà họ muốn giả. Họ đã có phương tiện tương đối là cao cấp như thế. Rồi họ cũng tìm cách để chiếm đoạt máy vi tính, máy điện thoại và các phương tiện khác để chúng ta không tập trung nhau được, không đồng loạt được ngày Chủ nhật tới và các ngày Chủ nhật khác. Họ cũng đã lên phương án một số công ty, một số xí nghiệp buộc công nhân phải đi làm ngày Chủ nhật và cho nghỉ lại một ngày nào đó trong tuần bù lại. Rồi họ cũng đã gửi giấy triệu tập đến một số những người mà họ nghĩ rằng là đầu mối nối kết những đoàn thể này đoàn thể khác. Tất cả những người bị giấy triệu tập thì thường rơi vào đúng ngày Chủ nhật hoặc ngày thứ hai sau đó. Rồi họ cũng đã hăm dọa để đuổi học các học sinh, các sinh viên, hoặc hăm dọa sẽ không cho các sinh viên ấy tốt nghiệp ra trường. Họ cũng làm đủ mọi cách để cuộc biểu tình của chúng ta không thể xảy ra hoặc xảy ra eo ọp, leo tèo, không có ngoạn mục gì. Đứng trước những thử thách như vậy thì đồng bào trong quốc nội chúng ta cũng đang tìm cách vượt qua. Hiện giờ họ đã hăm dọa những tiệm máy cơ không được máy cơ ngũ sắc linh kỳ tinh kỳ cho ai phải đặt. Rồi bất cứ ai đi mua vải, đi mua sơn những loại màu này màu khác thì họ theo dõi xem thử người đó mua để làm gì, và chỉ cần mua vải thôi thì đã bị hỏi mua những vải này mục đích làm gì. Họ cấm tất cả những cái tiệm máy không được máy loại cơ này. Để khỏi mất thời giờ quý vị có thể cứ tưởng tượng ra thêm tất cả những biện pháp mà họ dùng để ngăn chặn đồng bào bà con trong quốc nội. Hiện giờ chúng ta đã nối kết được
những bà con từ Bắc đến Nam đến tận cùng gần mũi Cà Mau. Cả vùng Tây Nguyên, nhưng không rõ được đến ngày đó thì bà con chúng ta vượt qua được khó khăn mà tập hợp được bao nhiêu, chúng ta chưa dám nói chắc. Cuộc đàn áp đẫm máu ngày 14 tháng 2 vừa rồi ở Hà Tĩnh, Nghệ An gây ra hai hậu quả ngược chiều nhau. Hậu quả thứ nhất là nhà nước, đúng hơn là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bị mất uy tín trầm trọng, có thể nói được là uy tín của họ đã rơi xuống bùn trước công luận quốc tế, cho nên càng đàn áp thì càng mau sụp đổ. Xin quý vị nhớ cho nguyên tắc ấy. Nhà cầm quyền nào càng độc tài, càng đàn áp thì càng mau chóng sụp đổ. Cho nên toàn dân chúng ta đừng sợ chuyện họ đàn áp, cứ kiên trung, kiên ngang để cho họ đàn áp, và chúng ta sẽ lấy máu, nước mắt của chúng ta, thương tật của chúng ta, bệnh tật của chúng ta lâu dài, có khi tàn tật suốt đời, lấy đó làm giá để chính họ bị sụp đổ vì những khổ đau của chúng ta. Hậu quả thứ hai ngược lại, đó là có sự sợ hãi, có sự chùn tay của một số đồng bào, và nhất là những người có trách nhiệm lãnh đạo, hướng dẫn, cảm thấy lung lay. Vì trong hoàn cảnh bị đàn áp như thế, các người ấy, các vị ấy không nỡ khuyến khích cho đồng bào, cho con em của mình đứng ra hứng chịu những cái đòn đàn áp thô bạo, cho nên thả nội để cho dân tự giác mà làm. Ai muốn đi biểu tình thì đi biểu tình, chứ không có sự khuyến khích của những người có trách nhiệm nữa. Vì những người có trách nhiệm cũng không biết sau đó mình phải thăm viếng băng bó đồng bào của mình trong các bệnh viện như thế nào. Chính vì vậy mà tinh thần đấu tranh biểu tình thì vẫn còn, nhưng hành động thì có chừng lại. Rất tiếc điều này, nhưng chúng ta cần phải khuyến khích nhau. Càng đau khổ thì chúng ta lại càng phải hiên ngang hơn, và càng đau khổ thì đối phương càng mất uy tín và mau chóng sụp đổ. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn tất cả. Vâng, Lạc Việt xin được thay mặt cho chương trình hội luận yểm trợ khối 8406 hôm nay cảm ơn Linh Mục Tà Điều Nguyễn Văn Lý đã chia sẻ về cái lời kêu gọi của tập hợp quốc dân Việt, kêu gọi biểu tình đồng loạt và lâu dài trong quốc nội để cứu nguy tổ quốc. Và lại một lần nữa, sau Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi, chúng ta đã nghe Linh Mục Tà Điều Nguyễn Văn Lý nói lên cái thảm trạng mà người dân trong nước yêu nước muốn đấu tranh phải chịu khốn khổ như thế nào bởi vì sự tàn ác của Việt Cộng. Và cái sự tàn ác này là do lệnh của quan thầy của chúng nó là Trung Cộng. Trước cái sự đàn áp thô bạo này, chính các vị linh mục lãnh đạo tinh thần cũng đôi khi thương con dân của mình không nỡ lòng nào để mà đẩy các em phải chịu những cái cảnh khốn khổ như công an vừa đàn áp vừa qua. Nhưng mà rồi tất cả người dân Việt Nam với một cái mục tiêu cao cả, đó là cứu nguy tổ quốc, thì có lẽ không thể nào chùn bước được. Và lời kêu gọi vẫn tiếp tục là lời kêu gọi
lời kêu gọi sự yểm trợ của hải ngoại vẫn là một lời kêu gọi. Chúng ta hãy bỏ ngoài tai tất cả những cái lời xỉa sói và làm rã nát niềm tin của người hải ngoại đối với cái công cuộc đồng hành với quốc nội, biết bao nhiêu là chịu những sự khốn khổ ở trong quốc nội đến như vậy, mà ngay cả những giọt máu rơi xuống đôi khi ở hải ngoại này cũng còn có những kẻ chế giễu. Thật là một sự gian ác hơn cả Cộng sản Việt Nam nữa. Và thưa Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý, thưa Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Lợi, các cái cuộc biểu tình sẽ được thực hiện đồng hành với quốc nội. Hôm nay ít nhất cũng có một cái tin vui. Đó là hôm nay trong phiên họp các đoàn thể tại địa phương mà Lạc Việt đang cư ngụ, tức là Vancouver, Canada, thì đồng bào quan tâm đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tập hợp Quốc dân Việt mà Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý đã là một tác nhân nối kết quan trọng. Các đoàn thể tại Vancouver đã ra quyết định hình thành phong trào Tập hợp Quốc dân Việt Vancouver, Canada và ra quyết định biểu tình đồng hành với quốc đội vào ngày 4 tháng 3 năm 2017, tức là cùng thời điểm với cuộc biểu tình trong quốc nội vào ngày 5. Sẽ biểu tình tại trước sứ quán, trước lãnh sự quán của Việt Cộng tại Vancouver. Và đồng thời qua phiên họp, các hội đoàn và đồng bào đã hoan hỷ đóng góp tài chánh, yểm trợ đồng bào quốc nội những vật dụng cần thiết như cờ ngũ sắc, banner, biểu ngữ và những cái phương tiện để có thể quay phim nó rẻ tiền hơn và nó dễ dàng giấu hơn. Nghĩa cử đó thật là chan hòa những tấm lòng của đồng bào hải ngoại, đặc biệt tại Vancouver, Canada, hướng về quốc nội. Ngoài ra, thì hiện nay theo Lạc Việt biết, thì cũng sẽ có các cuộc biểu tình đồng hành hay là thắp nến ở tại các nơi ngoài Vancouver, Canada, thì còn có Toronto, Canada, Ottawa, Canada, New York, Hoa Kỳ, Paris, Pháp Quốc sẽ có cái cuộc biểu tình đồng hành với quốc nội. Đây là những cái hội đoàn, là những nơi mà Lạc Việt biết mà thôi. Ngoài ra thì có thể còn rất nhiều nơi khác, Lạc Việt cũng không chưa có cái điều kiện để biết được. Cũng theo Lạc Việt được biết, thì một số tổ chức sau đây đã tham gia Tập hợp Quốc dân Việt cứu nguy tổ quốc. Dĩ nhiên, ở trong nước thì cần được giữ kín. Riêng ở tại Vancouver thì gia nhập Tập hợp Quốc dân Việt có Trung tâm Sinh hoạt Văn hóa Việt Nam, phong trào yểm trợ khối 8406 Canada, Liên minh Dân chủ Việt Nam Hải ngoại, Hội đồng Liên kết Đấu tranh Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam Hải ngoại, Lực lượng Quốc dân dựng cờ Dân chủ Quốc nội và Hải ngoại, Chí nguyện đoàn Quốc nội và Hải ngoại. Chắc chắn còn rất nhiều tổ chức khác tham gia mà Lạc Việt chưa có cơ hội để biết được. Đấy là tinh thần đồng bào hải ngoại, ít nhất là những nơi mà Lạc Việt biết. Và có lẽ cũng là những cái tâm tình thật là ấm áp đối với Tập hợp Quốc dân Việt, đối với đồng bào quốc nội đang là ngày đêm đấu tranh, phải nói là đối diện với máu và nước mắt, đối diện cả với cái chết để mà thể hiện cái tấm lòng yêu nước của mình. Gian nan bao nhiêu, khổ sở bao nhiêu, chúng ta càng hãnh diện, chúng ta là những thành phần còn đang quan tâm tới hiện tình đất nước. Và sự quan tâm đó, bây giờ nếu có ai có một câu hỏi gì với Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý thì Lạc Việt xin dành cho hai câu hỏi thôi và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với nhà văn Trần Phong Vũ. Có ai hỏi điều gì thì xin tách chat lên ạ. Mời Hồn Nhiên. Dạ vâng, trước hết Hồn Nhiên xin kính chào cha. Con xin kính chào cha và con xin chúc cha sức khỏe. Thưa cha, hiện giờ đó cha thấy rằng cha có thể cho con sơ lược một chút xíu về cái sự hưởng ứng của cao qua cái phong trào này. Và có dấu hiệu gì khởi sắc không kể từ lúc mà cha đưa ra lời kêu gọi này, thưa cha?
Con muốn biết được cái tình hình trong nước hưởng ứng được bao nhiêu phần trăm. Con chân thành cảm ơn cha. Câu hỏi của tại vì đang là có Skype với cha, thành thử có thể cha nghe rất là nhỏ. Thì câu hỏi là như thế này, thưa cha, là tình hình Tập hợp Quốc dân Việt ra đời và kêu gọi hưởng ứng xuống đường, thì cái sự hưởng ứng của đồng bào quốc nội nó như thế nào? Nếu có thể thì xin cha chia sẻ, nếu không có thể, bởi vì cái vấn đề cần phải giữ như thế nào đó trước cái sự công an luôn luôn là rình mò để kiếm thông tin, thì nếu không thể được thì cha cũng không cần trả lời. Vâng, xin mời cha lên tiếng ạ. Vâng, có thể nói được là đồng bào quốc nội hưởng ứng còn rất rời rạc, bởi vì thông tin dù đã được phát đi cách đây 2 tháng nhưng mà xem ra rất nhiều địa phương đồng bào vẫn chưa biết. Có một số bà con thăm tôi và họ nói rằng cả vùng của họ, cả xã của họ chưa nghe ai nói đến chuyện này hết. Họ nói vùng của họ nghèo khó, các em cũng không có máy vi tính, rồi đa số thì chưa có điện thoại thông minh. Họ lại làm ngạc nhiên là một chuyện như vậy mà cả vùng rộng lớn của họ không nghe ai bàn bạc đến hết. Từ đó chúng ta suy ra được đa số đồng bào của cha trong quốc nội chưa biết. Một số biết được thì cũng không ăn hại can đảm để hưởng ứng, bởi lẽ họ nhìn vào từng lớp trí thức cao hơn cũng đang phần nào lên đàm, các nhà tu hành, các nhà chùa, các nhà dòng, xem ra là phó mặc biết cái đại hòa mất nước đến nhưng lại không biết bây giờ phải làm gì. Và còn nghe người ta nói đến chuyện biểu tình thì cũng để đó, ai già dột thì đi, ai ngông cuồng thì tham dự, còn mình là những người khôn ngoan thì chắp tay sau lưng mà nhìn thôi. Tâm lý này đang giẫm đại đa số dân Việt Nam. Rất tiếc là giả như chúng ta tập hợp không được, rồi cuối cùng đất nước rơi vào tay Tàu Cộng và chúng ta phải làm Tây Tạng thứ hai, thì lúc đó họ bừng tỉnh thì cũng đã muộn rồi. Vì vậy trong thời gian còn lại ít ỏi, chúng ta vẫn cứ nỗ lực gây ý thức. Những người đã ý thức, đã can đảm đứng lên thì họ vẫn cố gắng để tập hợp, nhưng chưa phải là đa số. Cho đến nay tôi nắm được những người hăng hái có thể cả toàn quốc là khoảng 300.000, nhưng ngày hôm đó họ có điều kiện để ra đường tập trung với nhau hay không thì xem ra không phải là con số đến 300.000 đâu. May ra thì cũng được 50 đến 100.000 thôi. Và chúng ta có tất cả 63, 64 đơn vị tinh thần cả nước. Thì cho đến nay
những nơi đã chuẩn bị chọn địa điểm. Thì theo như tôi được biết, chỉ khoảng hơn 10 chỗ thôi. 10 đơn vị tinh thần đó, có thể mỗi nơi chỉ có vài ba chỗ. Như vậy ngày 5 tháng 3 tới đây, nếu họ vượt qua được những khó khăn, thì cả nước chúng ta khoảng được chừng 100.000. Mà nếu được như thế thì cũng đã thành công bước đầu rồi. Những địa danh mà tôi biết được thì tôi có thể kể ra đây, nhưng không tiện, bởi vì cơ quan lực lượng đàn áp biểu tình họ đã ứng trực tất cả những nơi trong nước mà họ hình dung là có thể xảy ra. 63 đơn vị tinh thần, nhưng mỗi đơn vị tinh thần thì có hàng mấy chục đơn vị nhỏ họ đã sẵn sàng để đàn áp. Và nếu tin tức họ nhận được sẽ tập trung vào đâu, thì tất cả lực lượng của họ sẽ dồn về ở đó. Và sự thường số cán bộ đàn áp dân sẽ đông hơn dân. Họ sẽ lấy số đông ấy mà đè bẹp quân chúng xuống. Dù như vậy, quân chúng chúng ta cũng cố gắng đứng lên, hy vọng sẽ lôi kéo được số lãnh đạo còn lại. Nhưng may mắn có một tình hình xảy ra trong nội bộ của nhà cầm quyền. Hiện giờ nội bộ nhà cầm quyền đã chia ra bốn phe. Phe thứ nhất là cúi đầu xuống để làm nô lệ Trung Quốc. Thì phe này hiện nay may ra chỉ khoảng được 15%. Và càng ngày thì càng nhục nhã, chân càng ngày thì càng ít đi. Phe thứ hai là phe chống lại nhưng không có đường lối, cho nên có cảm dỗ dùng bạo lực để lật đổ lẫn nhau. Nhưng phe này cũng chỉ khoảng 10 đến 15%. Phe thứ ba là phe cho rằng mình khôn ngoan, cho nên chắp tay sau lưng để nhìn thế cục, còn mình thì vẫn an tâm để lãnh lương hàng tháng. Những người này tự hào rằng họ là người khôn ngoan, đứng ngoài thời cuộc mà hưởng thụ thôi. Phe này rất tiếc là có lẽ đến những trên 20%. Và phe thứ tư là may mắn, càng ngày càng giác ngộ, càng ngày càng tỉnh thức và quyết tâm đứng về phía toàn dân để cùng với toàn dân mà kháng cự lại Trung Quốc. Phe này họ không còn là người cộng sản thực sự trong đầu họ nữa, mặc dù họ đang mặc quân phục, đang mặc đồng phục của đơn vị họ để họ lãnh lương, để họ tồn tại. Nhưng trong lòng của họ thì đã chán ngán lắm rồi. Vừa không muốn lệ thuộc Trung Quốc mà cũng không muốn trung thành đi theo chủ nghĩa sai lầm cộng sản mấy chục năm qua nữa. Họ đã bừng tỉnh và họ hiểu được bản chất của cộng sản là gì. Họ hiểu được bản chất của ông Hồ Chí Minh là ai. Hiểu được dân chúng thực sự đang khao khát cái gì. Họ cũng hiểu được thế nào là nhân quyền, thế nào là dân quyền, thế nào là pháp trị,
thế nào là dân chủ tự do. Hy vọng số này càng ngày càng đông thêm, và hiện nay có lẽ họ đã khoảng 50%. Như vậy tình hình này giúp cho chúng ta lạc quan hơn. Chúng ta sẽ tìm mọi cách để lôi kéo và họ đứng về phía toàn dân càng ngày càng mạnh lên. Chúng ta không căm thù một ai, chúng ta không ghét một ai, vì tất cả đồng bào chúng ta và cả nhân loại là anh chị em ruột. Nhưng chúng ta cương quyết, mặc dù là ôn hòa lễ độ, cương quyết chống lại điều xấu, điều ác, điều nô lệ, điều tham lam, đi cướp đất cướp biển của người khác. Chúng ta cương quyết chống lại điều xấu, điều ác. Nhưng những con người xấu ác thì chúng ta vẫn yêu thương để cứu thoát họ, để đưa họ về với lẽ phải, thiện hảo. Cho nên người của chúng ta hôm nay cần phải đào tạo một lớp chiến sĩ dân chủ hòa bình mới, thay cho lớp người chuyên cổ vũ bạo lực và dối trá. Chúng ta sẽ dùng lẽ phải, chân lý mà chiếu sáng cho mọi người thấy, rồi chúng ta dùng tình thương mà lôi cuốn họ về. Vậy người chiến sĩ hòa bình dân chủ mới phải là những ngọn đèn về ánh sáng, về sự thật, về... nhưng lại là những người có một tấm lòng nhân từ, yêu thương, để ôm trọn nhân loại và đồng bào chúng ta về, không phân biệt ai. Chúng ta lên án và ghét bỏ điều xấu, điều ác, nhưng những con người xấu ác thì chúng ta lại luôn yêu thương và tìm cách thiện hóa họ, đặc biệt trong đồng bào chúng ta, nhưng cũng làm như thế cho tất cả gia đình nhân loại nữa. Và chúng ta cần ý thức tất cả những giá trị văn hóa nhân bản cao cả, đức hạnh, công bằng, tự do, dân chủ, nhân quyền, dân quyền, pháp trị, tất cả những thứ cao quý mà cả dân tộc chúng ta đang nỗ lực tìm kiếm, thưa quý vị, phải được chở trên chiếc xe trung thực và yêu thương. Chỉ có xe trung thực và yêu thương mới đưa dân tộc chúng ta đến đích, còn tất cả những loài xe sẽ bị đổ dọc đường. Cho nên tất cả những giá trị cao quý mà chúng ta chiến đấu chinh phục, thưa quý vị, phải được chở trên chiếc xe trung thực và yêu thương. Và chúng ta vững tin rằng chiếc xe ấy sẽ đi đến đích, và chỉ chiếc xe đó mới đi đến đích thôi, còn các xe khác thì chắc chắn là đổ dọc đường. Chúng ta kiên vững như vậy mà dẫn đưa dân tộc chúng ta đến bờ thịnh vượng và văn minh. Hy vọng quý vị tin tưởng và đi theo con đường tôi vừa đề nghị đó. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn cha. Và còn một câu hỏi hóc búa khác nữa sẽ đọc lên để cha chia sẻ. Nhưng trước khi đọc cái câu hỏi hóc búa này thì Lạc Việt xin chia sẻ ở tại địa phương của Lạc Việt mới cách đây mấy tiếng đồng hồ. Tức là buổi họp của một số các cái đoàn thể ở tại Vancouver đã họp và cũng đã lên tiếng chia sẻ về tình hình trong quốc nội, và đặc biệt với lời kêu gọi của tập hợp quốc dân Việt và ở trong quốc nội dùng biểu tượng cờ ngũ sắc để huy động quần chúng đi biểu tình cứu nguy tổ quốc. Đó là việc của quốc nội.
Và quý vị ở đây cũng phát biểu như thế này: cờ ngũ sắc là cờ của quốc tổ, cờ ngũ sắc là cờ của tiền nhân chúng ta đã sử dụng để chống ngoại xâm. Và ở trong quốc nội, sử dụng biểu tượng cờ ngũ sắc để huy động quần chúng biểu tình cứu nguy tổ quốc là một sự rất khôn ngoan trong quốc nội. Riêng ở hải ngoại chúng ta, địa phương Vancouver này sẽ biểu tình bằng ba sọc đỏ. Lý do đơn giản, chúng ta ở một xứ tự do, không có cái sự đàn áp thô bạo, cũng không có ai ngăn cản. Và cờ vàng ba sọc đỏ là cờ của quốc gia Việt Nam. Chúng ta ở đây đầy giấy cơ hội để vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ là cờ của quốc gia Việt Nam. Thành thử ra chúng ta một mặt rất tôn trọng quyết định của quốc nội, bởi vì đây là một cái quyết định ở trong quốc nội phải nói là khôn ngoan nhất trong giai đoạn này. Và trong tương lai, một khi đất nước của chúng ta có tự do dân chủ rồi, một quốc hội lập hiến ra đời, thì tất cả những người yêu nước chúng ta, tất cả những người yêu lá cờ vàng ba sọc đỏ, hãy hành động để lá cờ đó trở thành lá cờ một lần nữa của quốc gia Việt Nam trong thời kỳ đệ tam cộng hòa. Đó là điều mà anh em ở Vancouver này hội họp đã chia sẻ như vậy. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý về trường hợp này, khi kêu gọi đồng bào hải ngoại cùng biểu tình hướng về quốc nội, đồng hành với quốc nội để cứu nguy tổ quốc. Xin mời cha. Thưa quý vị, người Việt chúng ta có dùng một số là tờ, thì mỗi hoàn cảnh, mỗi trường hợp có ý nghĩa riêng. Là cờ mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đang dùng, tôi không rành lắm, nhưng hình như nguồn gốc của nó là lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Và lá cờ đó tượng trưng cho chủ nghĩa cộng sản. Hầu hết người dân trong nước không thích. Thành ra chúng ta phải coi đó là một lá cờ lệ thuộc, nô lệ, lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Mà cho dù lịch sử ấy chưa được chuẩn, là vì hiện nay không biết tỉnh Phúc Kiến dùng lá cờ gì, và những người đưa lá cờ đó vào đất nước chúng ta có phải là họ vay mượn của tỉnh Phúc Kiến không, thì chúng ta cũng không xác quyết hoàn toàn. Nhưng chắc chắn lá cờ đó là lá cờ tượng trưng cho chủ nghĩa cộng sản. Không những chúng ta xa lánh, mà ngay những đồng bào trong nước cũng, nếu được thì họ đã xé bỏ từ lâu. Nhưng hôm nay họ cầm lá cờ đó mà xé bỏ hoặc đạp dưới chân, thì chắc chắn họ phải bị vào tù. Họ cũng không dài dột mà làm như vậy trước mặt những người đang cầm quyền. Lá cờ thứ hai là lá cờ ngũ sắc của Phật giáo, thì cũng được dùng trong các nhà chùa, trong các lễ hội Phật giáo. Là cờ thứ ba là lá cờ vàng và trắng của quốc gia Vatican. Lá cờ này không phải tượng trưng cho giáo hội Công giáo, mà là lá cờ của nhà nước Vatican. Thì thỉnh thoảng cũng có khi xuất hiện ở nhà thờ này, nhà thờ kia. Rồi chúng ta cũng có lá cờ lễ hội Tam Tài. Nhưng lá cờ này phức tạp và không thống nhất, thường màu thì không đủ 5 màu ngũ sắc, thường thiếu màu trắng,
và cũng thường là ở bên trong trung tâm là màu đỏ, họ đã mai sẵn, bán sẵn và treo trong các đình, có khi trong các nhà thờ họ của các dân tộc, có khi được dùng trong các lễ hội dân gian, ngay cả lễ hội chòi trấu có khi họ cũng có dựng này. Và trong những đám rước có tính lễ hội bình dân, dân chúng cũng cần đi reo hò. Rồi là cờ vàng ba sọc đỏ đã quen thuộc ở Việt Nam trước đây và nhất là ở miền Nam, thì là cờ đó theo như tôi biết được là đang là biểu tượng vinh dự tự hào của bà con hải ngoại. Trong 5 triệu đồng bào hải ngoại thì có lẽ chỉ có một thiểu số rất ít là xa lãnh là cơ này, hoặc coi thường hoặc không dám vinh danh vì nguồn gốc của họ. Ví dụ như họ là nguồn gốc của chế độ cộng sản mà nay đang chạy qua để tìm mưu sinh ở đất nước nào đó, có thể họ không hồ hởi lắm với lá cờ này. Nhưng tuyệt đại đa số đồng bào Việt Nam của chúng ta thì đang tôn vinh lá cờ này. Vậy quý vị đang tôn vinh như thế nào thì xin quý vị tiếp tục tôn vinh, vì lá cờ này là lá cờ biểu tượng của quốc gia Việt Nam, không phải chỉ là thời đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa, và nay còn một số tổ chức đang tự xưng rằng là đệ tam Cộng Hòa. Lá cờ này không phải chỉ là của ba thì đệ nhất, đệ nhị, đệ tam Cộng Hòa mà thôi, mà lá cờ này đã bắt đầu từ trước và đã được hầu hết mọi người Việt Nam tôn vinh và coi như là biểu tượng của tự do, dân chủ, văn minh của mình. Thì xin quý vị cứ tiếp tục. Nếu có ai đó muốn dùng một lá cờ nào đó để quy tụ toàn dân thì tùy những người đó. Còn trong quốc nội chúng tôi thì khi đi biểu tình ở vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, thấy rằng cần phải có một lá cờ gì đó để quy tụ đồng bào, thì cuối cùng những người tâm huyết chọn lá cờ quốc tổ này và đề nghị nó cho đủ 5 màu là theo thuyết ngũ hành của người Việt cổ. Xin nhắc lại, đây là ngũ hành của người Việt cổ chứ không phải ngũ hành của người Hán. Cho nên đề nghị rằng ở trung tâm phải là màu vàng, vì chúng ta là dân màu đỏ da vàng, đi đâu chúng ta cũng tôn vinh cái màu vàng này, cho nên nó phải là ở trung tâm. Và nó cũng tượng trưng cho màu đất, vì chúng ta coi đất là mẹ sinh ra sự sống, là nguồn gốc của sự sống. Trên đất thì phải có màu xanh của cây cỏ và đặc biệt là màu lúa, vì người Việt của chúng ta là văn minh lúa nước, cho nên phải có màu xanh của sự sống. Màu xanh cũng là màu của các loài cây để chúng ta làm nhà, làm cửa. Cho nên ngoài cái vần màu vàng cơ bản này thì phải đến màu xanh. Và ngoài màu xanh thì cây cối rơm rạ đốt thành lửa để sưởi ấm gia đình, để nuôi sống gia đình, cho nên phải có màu đỏ. Và ngoài màu đỏ, tiếp theo là màu trắng, là ánh sáng, vì lửa thì tỏa sáng. Đức lưu quang, đức tỏa sáng, cho nên phải có màu trắng này. Có nhiều người xuyên tạc cho rằng tập hợp quốc dân Việt đề cao màu trắng là một thứ màu đầu hàng, màu bạc nhược, thì xin thưa lại không phải. Những người nói như vậy là có hơi hời hợt và cố ý xuyên tạc để bôi bác. Màu trắng này là màu trắng ánh sáng của lẽ phải, của sự thật, của tình thương. Cho nên
lửa đỏ cháy sáng thì phải tỏa ra ánh sáng là màu trắng, và ngoài màu trắng thì sẽ đến màu nước, màu thủy, tức là màu xanh đậm, vì nước là mẹ nuôi sự sống, nước là sức mạnh dập tắt được lửa, xô được núi, gặp thử thách thì vươn lên, gặp cản trở thì biết khôn ngoan đi vòng tránh. Nước nuôi sống muôn loài, rửa sạch muôn loài và từ lắng đồng để làm mình trong sạch. Nhưng nước hữu ích như vậy mà luôn luôn dịu dàng ôn hòa, tìm chỗ thấp mà xuống, thủy từ hà, thủy luôn luôn tìm chỗ thấp mà xuống, không tranh đua tranh giành bôi bạc ai. Thủy khôn ngoan như vậy, thủy cần thiết như vậy, cho nên thủy phải là mẹ của sự sống đất nước chúng ta. Rồi chúng ta cũng là đất nước có đến hơn 2.000 cây số bờ biển, rồi có cả một Thái Bình Dương mênh mông như vậy, cho nên Việt Nam phải có nước, và Việt Nam sống nhờ nước, sống trên nước, và phải phát triển đi ra với thế giới nhờ nước, cho nên phải có màu thủy này. Rồi ngoài cùng làm cái riềm, làm cái tua để trang trí cho đẹp phải là màu đỏ, thì đó là màu yêu thương, màu tình yêu, màu hòa hợp, nhiệt tình của chúng ta phải ấm nóng cho mọi người như thế. Ngoài ra năm màu sắc tinh kỳ cũng còn bao hàm năm tầng lớp dân chúng của chúng ta vốn có, luôn luôn liên kết chặt chẽ với nhau, đó là sĩ, nông, công, thương, binh. Sĩ là người trí thức, giới trí thức. Nông là nông dân, vì văn minh của chúng ta là văn minh nông nghiệp. Rồi công là công nhân, tức là chúng ta vươn lên thế giới khoa học với thế giới, hội nhập sinh hoạt của toàn cầu. Rồi chúng ta phải có thương, tức là buôn bán, vì cha ông chúng ta cũng hiểu vô thương thì bất hoạt, không buôn bán thì không năng động. Và sau cùng chúng ta phải có một thành phần binh lính để giữ an ninh trật tự quốc phòng. Do đó chúng ta có năm màu để tượng trưng cho năm thành phần dân chúng luôn luôn đoàn kết bền chặt với nhau trong một đại gia đình dân tộc Việt. Chính vì vậy mà chúng ta dùng lá cờ này để quy tụ sự đoàn kết của toàn dân. Quý vị hải ngoại có thể không dùng cờ này để đi biểu tình, nhưng có thể cũng treo lá cờ quốc tổ này trong những nơi hội họp hoặc những lúc gặp gỡ nhau, cũng là để làm biểu tượng đoàn kết, cũng rất hay. Tôi không phải là một nhà nghiên cứu uyên bác gì, tôi chỉ trình bày đơn giản như một ông lão nhà quê nhìn lá cờ quốc tổ trong các đình làng mà tạm thời mô tả với quý vị như thế. Nếu có gì sơ sót, thiếu sót thì xin quý vị niềm tin tha thứ bỏ qua. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn Linh Mục Ta Điều Nguyễn Văn Lý, tự nhận là ông già nhà quê nhưng mà lòng yêu nước, và những cái hành động nối kết của Linh Mục Ta Điều Nguyễn Văn Lý hiện nay nó mang sắc thái của một nhà lãnh đạo cho một cái công cuộc cùng người dân nổi lên để chống lại bọn cầm quyền hiện nay. Mà qua cái chính sách biểu tình chống nô lệ phương Bắc, nhưng đồng thời có một cái nhiệm vụ thứ hai song song, đó là dân chủ hóa đất nước, đem lại an ninh, hạnh phúc, tự do, dân chủ, nhân quyền thực sự
Với những điều này, người dân tranh đấu, có nghĩa là Đảng Cộng sản phải ra đi. Đấy là những cái lời nói khôn ngoan ở trong quốc nội cần phải sử dụng để mà thực hiện những cái công cuộc biểu tình mang tiếng là bất bạo động nhưng thật là quyết liệt. Máu và nước mắt sẽ phải đổ ra trong ngày mùng 5 tháng 3. Chúng ta ở hải ngoại này chia sẻ được bao nhiêu mà đã mau mắn kết án những lời rất là phải nói là căm độc ác đối với những người tranh đấu trong quốc nội. Đến nỗi có kẻ nói rằng hãy lấy cái lá cờ ngũ sắc mà mang cái người đó bị đánh đập dã man đó đem chôn đi. Lời nói đó độc ác vô cùng, không thể hiện tính người, tính nhân bản của những con người Việt Nam. Ngay cả như Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý cũng vẫn kêu gọi mọi người trong nước Việt Nam, bởi dòng giống Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ đều là anh em. Nhưng chúng ta tiếp tục chống cái ác và chống cái ác đến cùng. Cái ác đó là gì? Cái ác đó thể hiện trong chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đang buôn dân bán nước. Vâng, có lẽ là cũng đủ để cho chúng ta tiếp xúc với Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý hôm nay. Có hai vấn đề thật là rõ ràng. Đó là hình ảnh những cuộc biểu tình ở trong quốc nội vừa qua ở tại Biển Trung. Và nó cũng sẽ là hình ảnh của những cái cuộc đàn áp thô bạo trong những cái cuộc biểu tình sắp tới. Và người hải ngoại chúng ta làm gì? Hôm nay chúng ta chia sẻ để thấy rằng cuộc đấu tranh của chúng ta là máu và nước mắt. Và qua cái cuộc biểu tình ở miền Trung, chúng ta thấy những ai cầm iPhone, những cái phone mà đắt tiền để có thể thâu vào và online nhanh chóng, thì đều là mục tiêu để chúng nó đánh đập gian, nó cướp giật telephone và nó đập xuống đất xuống đá cho bể đi. Hôm nay rút kinh nghiệm đó, tập hợp quốc dân Việt kêu gọi chúng ta hỗ trợ bằng cách là yểm trợ họ mua những thiết bị nhỏ hơn, rất nhỏ, mà ở hải ngoại này chúng ta thường gọi là spy, ở trong quốc nội gọi là cái gì đó Lạc Việt không biết, nó rất nhỏ, có thể gắn ở đâu cũng được, trên trán hay là trên nón hay là trên cái cúc thì là đều được hết. Vâng, đấy là cái phần mà chúng ta có thể yểm trợ được. Xin chào, tắt cái micro đi ạ, để nó khỏi gây tiếng ồn vào trong room ạ. Rồi, thì ra con nghe, sao nó lấy đi, em buồn. Con chưa khoái chưa? Không, máy cho con cũng một cái chưa ăn, con mứng quá. Rồi, vâng, xin mọi người trong, bởi vì Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý là ở một cái nơi ở trong trong nhà chung, thành thử ra thường xuyên thì có rất là nhiều người vào thăm cha mà không cần gõ cửa. Chúng ta cảm thông cái việc này. Và Lạc Việt xin nói tiếp là nếu có quý vị mà cảm thấy rằng cái sự yểm trợ của chúng ta cần thực tế thì nên yểm trợ đồng bào ở trong quốc nội, là có được những cái phương tiện đó để mà không có bị lộ diện khi mà cầm những máy thâu như trong đợt vừa rồi ở ở miền Trung. Cái máy này thì nghe nói là nó cũng ít tiền thôi, nhưng mà chắc chắn nó cần sự hỗ trợ. Lúc này nó ồn quá, Lạc Việt tắt á. Trong trường hợp đó thì cha vui lòng tắt micro đi để mọi tiếng ồn nó đều vào trong room hết ạ. Vâng, cha có nghe không ạ? Alo. Vâng, tôi mở micro lại để nói. Dạ vâng, vâng. Vâng, hồi nãy tôi xin lỗi là tôi tắt micro có hơi bị chậm ấy đó.
mà chính cái lúc đó thì là lúc có khách. Vâng. Họ họ gõ cửa, họ gọi gọi thì nó ôn nó nọ. Dạ vâng. Mình xin lỗi. Dạ vâng. Thế lúc đó nên tôi tắt không kịp. Nhưng mà bây giờ hình như là quý vị chào nhau kết thúc rồi phải không? Dạ, đang là kêu gọi nếu mà anh em ở trên bạn trẻ trên diễn đàn sinh hoạt live hôm nay, nếu có tâm lòng mà muốn yểm trợ quốc nội thì Lạc Việt có nói chuyện với cha đó về những cái thiết bị nho nhỏ để đồng bào có thể thực hiện được những cái vấn đề truyền thông một cách nhẹ nhàng hơn, không có phải là mục tiêu để cho công an nó cứ dùng gậy nó đập lên đầu lên cổ người ta và đập luôn cả cái telephone. Vâng. Thưa anh luôn tiện rồi nói rồi để anh cùng giải thích cho họ hiểu. Hiện giờ ở trong nước mà dùng vụ ấy á, có một số địa phương là ưu tiên dành cho về phía công an, họ tìm họ mua và họ cũng ngăn cản các cửa hàng bán. Một số các thành phố khác thì vẫn còn à, thì rồi anh em bạn bè là phải tìm và tìm cách để gửi cho nhau. Thế nên công việc là có phần phức tạp, khó khăn hơn nhưng mà vẫn cố gắng. À, thì ngay cả những dụng cụ nhỏ nhỏ như anh vừa nói đó, thế mà ở Việt Nam cũng sinh ra khó khăn ra. Là bởi vì họ cũng biết là những thứ đó thì sẽ dùng được việc ấy rồi đấy. Tại vì công an bây giờ mua hết rồi cha. Thì đấy, chính vì đó họ cũng mua hết đi nữa thì họ cũng tìm cách để hăm dò làm cho các cửa hàng đó không bán cho dân hoặc là nói trài đó rằng cửa hàng chúng tôi đã hết à, vân vân. Thì sau này rồi bà con mình từ khôn ngoan hiểu rằng những cái gì mà liên quan đến vấn đề ngăn cản biểu tình, ngăn cản nối kết nhau thì đều có sự cản trở cả. Vâng, như vậy thì chúng ta cũng hiểu được là việc chúng ta yểm trợ thì xin cứ việc yểm trợ, còn đồng bào trong nước sẽ rất thông minh. Công an mua 10 chứ rồi nó cũng đem nó bán ra 9 cái cho người dân rồi, cha đừng có sợ cái chuyện đó. Cảm ơn nhiều. Và bây giờ thì xin chương trình tiếp theo sau phần của Linh Mục Ta Điêu Nguyễn Văn Lý, chúng ta cùng chào đón nhà văn Trần Phong Vũ sẽ đến với chương trình chúng ta là làm thế nào chúng ta có được những cái nhận định xác thực về cái vấn đề đồng bào quốc nội đã phải khốn khổ như thế nào để mà tranh đấu. Và chúng ta đồng hành với quốc nội như thế nào cho nó thể hiện cái sự trung thực và nhất là đặc biệt là có lợi thực sự cho công cuộc đấu tranh. Xin mời nhà văn Trần Phong Vũ lên tiếng và chắc chắn là Linh Mục Ta Điêu Nguyễn Văn Lý vẫn còn trên online để có thể nghe được tiếng nói của nhà văn. Vâng, xin mời anh nhà văn Trần Phong Vũ và cảm ơn anh Phong Trần. Chúng tôi là Trần Phong Vũ từ Nam California, Hoa Kỳ. Xin được góp kiến ngày hôm nay. Trước hết thì chúng tôi xin gửi lời chào cha Radio và Nguyễn Văn Lý, là người mà trước những lần mà cha có dịp lời nhà tù để đi ra ngoài thì chúng tôi vẫn có cơ hội để liên lạc với cha cách này cách khác hoặc email hoặc là có những lúc qua điện thoại trực tiếp. Nguyên cha Phan Văn Lợi thì chúng tôi là rất là gần gũi và trên cái diễn đàn này cũng đã rất nhiều lần gặp cha và cha cũng là sắm cái vai trò trung gian của những người chịu trách nhiệm trong của cái khối 8406 và đã cùng làm việc chặt chẽ với anh Lạc Việt với lại ban điều hành cái chương trình Con Talk này nhiều năm qua. Thì chúng tôi xin gửi lời đặc biệt chào mừng cha Nguyễn Văn Lý một cách trực tiếp, một cách được nghe tiếng nói của cha từ nãy đến giờ. Và riêng trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng chỉ xin phép được bày tỏ một vài cái suy nghĩ của những cái người ở hải ngoại hướng về quê hương. Và từ hôm mà được nghe cha Nguyễn Văn Lý được đọc những cái văn bản của cha gửi ra cũng như trao đổi với rất nhiều anh chị em thì chúng tôi, riêng cá nhân chúng tôi thì cũng biết đúng như là cha Lý nói ban nãy,
Chỗ này chúng tôi cần mở dấu ngoặc để nói ngay rằng là những lời của cha Lý, nhất là cái phần mà trả lời hồn nhiên vừa rồi, chúng tôi hết sức cảm phục ngài. Là vì phần đông chúng ta rơi vào một cái tình trạng mà chúng ta để ý rất nhiều những cái tổ chức khi mà trao đổi với nhau đó, thì đã nhiều khi đã không đủ cái sự can đảm thành thật vừa đủ để có thể tạo được cái niềm tin. Cho nên nhiều khi đã nói quá ra những cái khả năng mà mình chưa biết được, thì đấy là một cái điều tai họa. Một cái điều mà đã thất tín thì vạn điều người ta không có tin nữa. Nhưng mà cha Lý khi được hỏi một cái câu rất khó, ở trong cái trường hợp này nếu mà trả lời một cách bi quan thì lập tức là người ta lại sẽ tạo ra rất nhiều những cái hệ lụy. Nhưng mà nhìn trong cái cách trình bày của cha Lý thì tôi hiểu ngài rất là thành thật. Nhất là khi mà cha nói tới cái mà để mà có thể giúp chúng ta đi tới đích, mà cha đưa ra một cái hình ảnh cụ thể là cái xe đó, thì cái xe đó phải chở trên hai cái yếu tố nền tảng là sự trung thực và tình yêu thương, thì chúng tôi tán thành hết là sự hết sức. Và từ cái căn bản đó chúng ta hiểu rằng ngài hết sức thành thật. Cho nên khi hồn nhiên nói một câu xin cha lượng giá để cho biết một cái lạc quan như thế nào về cái cuộc biểu tình mà như cha đã phát họa trong cái cho cái ngày chủ nhật 5 tháng 3 tới đây, thì cha đã thành thật nói thẳng ngay là hiện thời bây giờ trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước, tại ngay từ cái lúc mở đầu của buổi nói chuyện ngày hôm nay, cha đã nói cái khó khăn đó cả hải ngoại. Và tôi ở hải ngoại, tôi biết và tôi chia sẻ cái điều mà cha nói. Ở trong nước thì còn khó khăn nhiều hơn nữa. Cái người nào mà nghĩ là cuộc đấu tranh ngày hôm nay dễ dàng là chúng tôi nghĩ là họ lạc quan tếu. Hai nữa là cũng rơi vẫn lạc quan đó để rồi cuối cùng buông xuôi không làm gì cả. Thế thì cái sự thành thật nói rõ ràng ở những nơi xa xôi thì cho đến bây giờ không nắm được. Cái nó là quá đúng, không cần phải người ở trong nước cũng biết, nhất là chỉ cần nghe qua những cái sự kiện diễn ra ở trên đất nước chúng ta ngày hôm nay, hiểu rõ cái bản chất tàn ác của Cộng sản như thế nào. Và đặc biệt dưới cái thời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì trong sau này người ta đặt rất là nặng về cái vấn đề công an trị, về cái việc mình dùng cơ bóp để mà bóp mũi người dân, để mà đè bẹp người dân, để mà đè bẹp tất cả những cái ý chí đấu tranh của mọi người. Trong thời gian vừa qua, họ vì đến thời đến hạn họ phải trả tự do cho một số người, nhưng mà đồng thời họ đã bắt vào tù một số khá đông, và có thể đúng như cha Lý đã định liệu, có thể ngày mùng năm này mà nếu đồng bào xuống thì chắc chắn sẽ phải chấp nhận thương đau. Nhưng mà đây là một cái như cha đã nói, đây là một cái buổi thực tập. Mà nếu không có cái sự thực tập đó, không có cái bước đầu tiên đó, sẽ không có những bước kế tiếp nữa. Mà chúng ta từ trước đến nay, chúng ta để ý cuộc đấu tranh của chúng ta dường như chỉ dẫn chân tại chỗ. Những cái cuộc biểu tình lẻ tẻ, rốt cuộc là bị nhập tắt một cách dễ dàng. Và nhất là không có được cái đám đông, không có làm gì cả. Mà nếu mà chúng ta bạo động thì lại càng sớm bị dập tắt. Thành ra cái chủ trương bất bạo động vẫn là một cái kinh nghiệm từ xưa tới nay. Trước một cái chế độ mà họ coi nhân dân như là cỏ rác, họ đã coi bạo lực như là một cái gì là chủ yếu trong cái việc bảo vệ chế độ bằng mọi giá đó, thì nó sẽ bắt phải đổ ra thôi. Đó là một cái giá mà có lẽ tất cả mọi người đều phải nhận định. Cho nên cái sự nhìn nhận một cách cụ thể, thực tế, trung thực như là cha Lý nói ban nãy, nó có một cái giá trị rất là cao để cho mọi người nhìn ra được một cái đầu bộ óc đã nhìn trước thấy tất cả những cái gì mà nói thẳng ra để cho mọi người cùng suy nghĩ.
Vì cái sự sợ hãi nó vốn là một cái hoàn cảnh, một cái điều kiện, gọi là nó là thâm căn cố đế trong cái người dân chúng ta từ bao nhiêu năm nay, khiến cho nó làm tê liệt cái tất cả những cái bộ phận của quần chúng, khiến cho bước ra đường là lo sợ, rồi thì mở lời nói ra là lo sợ. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn thực tế vào trong những năm gần đây thì cái sợ hãi đó đối với người dân nó đã bước qua được một cái đoạn đường đầu rất là dài. Tôi muốn nói tới cái sự kiện mà tôi chưa bao giờ đặt chân về Việt Nam là bởi vì họ không cho tôi về. Tôi đã từng có lần về mà không về được. Thế thì cái vấn đề thì ở ngoài này ai cũng biết rồi, nhưng mà nghe nói những chuyện những người kể lại thì chúng ta biết được trong vòng 5-7 năm nay, những cái người ở ngoài đường họ nói là có thể nói rằng là nhà nước nếu mà bắt bây giờ thì không biết là những người như vậy bắt lấy nhà tù đâu để đi ra. Đó là một cái sự kiện, một cái bước tiến rất là xa, nhưng mà chỉ xa chưa đủ. Là bởi vì bây giờ chúng tôi muốn nói tới cái quyết định và một cái xa, tôi coi cái việc mà ta lý đưa ra để mà tổ chức, để mà vận động, để mà kêu gọi, để mà mời mọc đồng bào chúng ta trong những ngày chủ nhật, trong những cái dịp nghỉ, tổ chức những cuộc tập hợp, nếu chưa phải là xuống đường công khai ra bên ngoài được, thì cũng nhất phải có những cái giờ nhất định để họp, để ngồi lại với nhau ở trong ở những nơi có thể ngồi, nghĩa là một hình thái biểu tình bất bạo động, kiểu như là một cái hình thái mà cô Phạm Thanh là những người đã suy nghĩ ra khi mà chưa có ai nghĩ tới cả. Nhưng mà rồi họ vẫn bắt, tức là cô biểu tình ngay trong nhà, ngồi trước một cái tấm bảng Trường Sa Hoàng Sa là của người Việt Nam, ngồi tỏa sáng ngay ở trong nhà mình. Nhưng mà cái tiếng nói của cô đã vẳng ra đến ngoài này, và nhiều người đã rất thấy làm khâm phục cái sự kiện đó. Và chính cái sự kiện đó làm cho nhà nước Việt Nam đã cho công an tông vào nhà. Và như cha Lý đã nói ban nãy, họ càng có những cái hành động như vậy thì cái chế độ nó đã báo trước cái chế độ sẽ sập mà thôi. Trước hết chúng tôi phải ca ngợi cha Lý ở điểm đó. Cha đã nói ra thẳng những cái sự kiện, những cái sự thật khó khăn đó, để cuối cùng cha chỉ lạc quan nói rằng có chừng 10 tụ điểm chính, và bên cạnh mỗi một tụ điểm đó có 3 tụ điểm nhỏ. Nếu mà được như thế chúng ta có 30 tụ điểm, 30 tụ, 40 tụ điểm, 10 tụ điểm lớn, 30 tụ điểm nhỏ. Tụ điểm như vậy, ước lượng là như cha là ước lượng một cách nhất khiêm tốn là khoảng 100 người. Tôi nghĩ cái thực tập đó nếu mà đạt được như vậy, đúng như cha nói là một sự thành công, và chúng ta bắt buộc chúng ta phải thử nghiệm. Tôi cũng thấy rất là đắc tâm đắc cái điều mà cha Lý vừa rồi đã dẫn giải rất là kỹ về cái cờ ngũ hành, về cái cờ năm sắc mà cha phân tích vừa rồi. Tuy không phải là một nhà nghiên cứu chuyên môn, nhưng mà cái điều đó cho ta thấy cha đã suy nghĩ đào sâu và rất là lâu. Có lẽ trong những năm tháng tù đầy cha đã suy nghĩ, và từ đó cha đã cũng lại trình bày trong tinh thần khiêm tốn, thì cuối cùng vẫn có một cái lời nói rất khiêm tốn để mà xin lỗi những cái người họ hiểu biết hơn. Cái đó là cái chắc chắn, và như vậy thì đã đủ để mà cho chúng ta đánh giá được một cái người mà đã có suy tư, chứ không phải bốc đồng đưa ra một cái chuyện rồi thì sau đó bỏ. Và cái điều tra xác định rõ ràng cái cờ vàng ba sọc đỏ là một cái biểu tượng của dân chủ tự do, là một cái biểu tượng của một miền Nam phú cường trước năm 1975, mà những người bỏ nước ra đi vẫn mang theo trong trái tim của mình, và ngày nay nó đã tung bay khắp bốn phương trời hải ngoại, đặc biệt là Hoa Kỳ. Thì trong cái buổi vận động xuống đường hải ngoại sắp tới đây, chúng tôi được biết cũng như mọi lần, cờ vàng ba sọc đỏ sẽ rực sáng rực cả những cái miệng, tất cả cái nơi mà có đông đảo người Việt. Tôi xin nhân đây cũng xin thưa với cha Lý, thưa với cha Lợi,
thưa với tất cả những quý vị đang có ở trên mặt trên diễn đàn, đặc biệt bà con ở quốc nội ở ngay miền Nam California này, cái ngày biểu tình ngày hôm qua mà được ấn định ngay sau khi cái vụ mà cha Nguyễn Đình Thục cùng với 1.000 người đi khiếu kiện bị đánh đập, bị chặn, bị đánh, bị lừa đảo, đưa ra những cái lời lừa đảo để đưa vào một cái khoảng trống có đất, có đá ở trong đó để cho một cái bọn công an thường phục lẫn lộn ở trong đám đông biểu tình, mang sẵn những cái hòn đá đó, nhặt hòn đá để ném vào những cảnh sát cơ động để cho bọn đó có cớ để mà đàn áp. Cái chuyện đó là cái chuyện hiển nhiên ai cũng đã biết rồi. Và ở ngoài này thì đáng lẽ ngày hôm qua ở Nam California có một cuộc biểu tình rất là lớn, nhưng mà cuối cùng thì được biết rằng là gia lý cũng như là ở trong nước đang có một cái vận động quốc nội và hải ngoại sẽ nhất loạt đứng lên biểu tình để mà mở ra một cái hình thái đấu tranh mới, một cái hình thái đấu tranh mới, trong đó mọi nơi mọi chốn mọi người dân đều có cơ hội bày tỏ. Và cái ngày 5 tháng 3 tới đây là cái đoạn thử nghiệm đúng như là cha Lý đã nói. Và khi thử nghiệm thì cha cũng không ngần ngại nói rằng có thể phải trả giá. Thì cái trả giá đó cũng là một cách để chúng ta lựa xem là đồng bào chúng ta như vậy đã sẵn sàng như thế nào, và ngược lại chế độ họ sẽ đối xử ra sao. Thì đúng như là cha Lý đã đánh giá ban nãy, nếu cái cuộc biểu tình đó mà người dân ra đã, mà nếu mà không có cái sự đàn áp mạnh mẽ, họ ý thức được cái chuyện mà họ gây đổ máu thì họ sẽ lãnh đủ tất cả những cái hệ quả của nó, thì chúng ta sẽ đạt được một cái thành công bước đầu. Trái lại, nếu mà họ đàn áp thì cái chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Máu gọi máu. Cuộc biểu tình khởi sự đó, tập dượt đó sẽ là một cái cơ hội để mọi người nhìn vào, để mà nhớ tới riêng với đồng bào Nghệ Tĩnh, Quỳnh Lưu, thì là một cái cơ hội để mọi người nhớ tới những cái cuộc tập hợp hàng trăm ngàn người ở Quỳnh Lưu vào những năm 6, năm 7, cái thời mà đó mà khiến cho nhà nước phải huy động cả sư đoàn, một cái số lượng quân đội rất là lớn để mà đàn áp. Cái thời đó họ có thể đàn áp dễ dàng, nhưng mà chúng ta có thể biết chắc thời nay không có dễ dàng để cho họ có thể làm cái việc đó. Khi mà cái tin học nó là chỉ trong chớp mắt tất cả những chuyện đó cả thế giới đều biết. Bây giờ chúng tôi xin bày tỏ, xin nói dần lại một chút là đến ngày 5 này ở ngay miền Nam California đã có một cái dự trù hưởng ứng cái lời kêu gọi của cha Lý. Chắc chắn chờ cơ vàng ba sọc đỏ sẽ rực trời trong cái ngày này. Và ở miền Bắc California chúng tôi cũng được nghe anh em nói rằng sẽ có những cái sự cuộc xuống đường, cũng sẽ có những cuộc tập hợp, cũng sẽ có những cuộc hội thảo từ nay cho đến ngày hôm đó. Và riêng ngày hôm đó thì có thể nói rằng ở California hai cái tụ điểm lớn đó chắc chắn là sẽ có những cuộc biểu tình. Và như ở Nam California này, ở vùng biển Sài Gòn, sẽ không phải là người ở trong vùng biển Sài Gòn mà có thể thu hút được những người trên vùng Los Angeles, ở Riverside, ở tất cả những cái khu vực như San Diego, cả cái miền Nam California sẽ có cuộc tập hợp để hưởng ứng với lại quốc nội. Và như vậy thì chúng tôi tin rằng cùng với Vancouver, cùng với lại ở trên miền San Jose, miền San Francisco, cũng như kéo xuống miền Nam California ngày hôm nay, chúng tôi có thể nghĩ rằng ngày hôm đó ở đây sẽ có rất nhiều những cái người tham gia cuộc biểu tình đó, trước hết để yểm trợ cho quốc nội, vì hải ngoại sẽ thực tế sẽ không làm được cái gì cả ngoài một cái khâu, một cái điểm mà cha Lý ban nãy có đề cập tới, ba cái điểm cần phải làm, đó là 5 triệu đồng bào hải ngoại
sẽ làm cái vai trò của những cái tập thể vận dụng tối đa những cái phương thức để mà vận động quốc ngoại, vận động những dân cử, vận động các chính quyền, vận động các quốc gia, những cái nơi có người, không những có người Việt mà để cho những cái người Việt đó cũng phải lên tiếng, vận động những cái dân cử họ ở địa phương để mà có thể có tiếng nói. Cái điều này thật sự ra thì đã có tiếng nói rồi. Ngay sau cái vụ mà cha Thục bị đánh, dân bị đánh cách tàn nhẫn trên cái con đường đi khiếu kiện đó, thì lập tức đã có những cái phản ứng rất là mạnh của các tổ chức nhân quyền quốc tế, kể cả của bên Âu Châu cũng đã lên tiếng một cách rất là mạnh mẽ với nhà nước. Mà chúng tôi tin chắc là họ phải không thể nào làm ngơ cái chuyện đó được. Bây giờ trở lại với cuộc tập hợp sắp tới đó, thì qua điều tra Lý nói, chúng ta thấy ngay rằng là những cái người mà lên tiếng để mà chống bán cái lá cờ ngũ sắc, và tôi nghĩ rằng là nếu mà là cái người quốc gia thì chỉ là vì bị ảnh hưởng hoặc là vì trong lúc nóng giận mà thôi. Chứ còn cái gốc của nó, tôi vẫn nghĩ nó ở trong cái con số cả trăm ngàn dư luận viên mà bây giờ không, họ trà trộn khắp nơi. Có thể trong lúc chúng ta đang trao đổi trên cái diễn đàn này thì không thiếu những cái người dư luận viên đang lắng nghe, để họ lại nghiên cứu cách khác để mai mốt đấy họ lại cũng có những cái cách để mà ru ngủ, để mà lung lạc, để mà mê muội những cái người mà không có vấn đề, để mà đâm bị thóc chặt bị gạo. Ở đây rất là rõ ràng, chúng ta thấy rất rõ ràng ở trong nước, vì cái hoàn cảnh đặc biệt đó, cứ thử tưởng tượng xem, nếu mà chỉ cần đưa ra một vài lá cờ vàng ba chọc đỏ thì nó sẽ nhân cơ hội đó, và cái nhân cơ hội đó nó có một cái lý chứng. Đối với chúng ta thì cái lý chứng nó không nghĩa lý gì cả, nhưng mà đối với quốc tế nó lại là một cái lý chứng họ tin được. Tại sao lại đưa vào một cái lá cờ của những cái người hải ngoại, mà những người đã đối đầu với chế độ, thì họ lại cho, lại gắn cho, thí dụ như tôi muốn nói là họ lại gắn cho Việt Tân, họ lại gắn cho những cái lực lượng, những cái nhóm ở hải ngoại làm chuyện đó, chứ không phải là người trong nước. Thành ra ở trong hoàn cảnh trong nước, ở trong nước Alo. Alo, sao vậy? Vẫn chưa nói. Mọi người nói. Thì tôi xin trở lại cái điều tôi vừa nói vừa rồi. Ở trong hoàn cảnh đất nước, tôi nghĩ rằng chúng ta phải hiểu, nếu bây giờ đưa cái lá cờ vàng ba sọc đỏ thì nó có đủ tất cả những cái yếu tố về nhiều mặt để nó đàn áp chúng ta mà nó phủ tay. Cho nên từ đó chúng tôi, cá nhân tôi đánh giá rất cao cái việc mà Cha Lý đã tìm ra một cái biểu tượng. Cái biểu tượng này là cái biểu tượng để mà hợp nhất mọi người. Nó lại có ý nghĩa ở trong đó. Có cái ý nghĩa nhất là cái chuyện mà nó đã đi ngược trở lại từ cái thời cổ đại của một cái dân tộc mới bắt đầu thời nhật kỳ đó đã có được một cái biểu tượng rất đặc biệt. Chỉ qua những cái phân tích vừa rồi rất là đơn sơ, và như lời khiêm tốn của Ngài là Ngài đã nói rằng đây chỉ là những cái suy nghĩ của một người chưa có, không có cái kiến thức sâu sắc về cái mặt này. Nhưng mà bằng cái trái tim yêu thương quê hương, đất nước của Ngài, Ngài đã tìm hiểu và Ngài đã cố gắng đưa ra một cái triết lý, một cái suy nghĩ liên hệ tới đất nước chúng ta, tới những cái gì đã làm nên cái hồn Việt Nam, để từ đó quy tụ mọi người lại với nhau cho nó dễ dàng. Hai nữa, trong cái hoàn cảnh này, như chúng ta đã biết, chính những cái cha như cha Nguyễn Đức, cha Đặng Đức Na,
hay là Đặng Hữu Nam, hay là cha Lai, hay là vừa rồi cha Nguyễn Đình Thục, đều là những cái người đã phải tìm ra những cái cách nào đó để mà quy tụ lại, để đánh như là một cái dấu, một cái chỉ dấu bề ngoài để mà tập hợp, để mà phân biệt. Kể cả còn có những cái sáng kiến như cái lần mà cha Đặng Hữu Nam đi khiếu kiện ở Kỳ Anh đó, thì đã có những cái mũ, có những cái quần áo, đồng phục riêng để không có sự trà trộn bên ngoài vào. Thế thì ở đây cái lá cờ chỉ là một cái biểu tượng để mà quy tụ mọi người mà thôi. Thì đối với chúng ta là những người chống cộng, tôi đề nghị với quý vị nên chọn cái điều đó. Bởi vì cha Lý vừa rồi đã công khai nói rằng là ở hải ngoại chúng ta có toàn quyền đi theo những cái tâm thức mà từ trước đến nay chúng ta đã vận động tôn trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ, trong không những trong cuộc biểu tình mà ngày nay được rất nhiều cái thành phố ở trên đất nước Hoa Kỳ này công nhận lá cờ vàng là một lá cờ được quyền cắm trong những ngày lễ nơi có những cái người Việt Nam cư ngụ. Thế thì chúng ta có quyền làm chuyện đó. Thì dù rằng là hiệp thông với ở trong nước chăng nữa, chúng ta có đưa lá cờ vàng đỏ ra, nó không hề có một chút gì mà có thể làm hại hay là chống lại nhau cả. Chúng ta chỉ tùy theo từng hoàn cảnh chúng ta phải làm mà thôi. Thì ở đấy là cái suy nghĩ riêng của tôi. Tôi không nghĩ rằng là khi tôi nói ra những điều này mà những người mà đã chót, tôi vẫn nghĩ rằng đã chót, những người quốc gia của chúng ta trong một cái lúc bồng bột đã chót có những lời nặng nhẹ chỉ trích cha Lý. Thì một là như tôi đã nói, đằng sau đó là cả một cái khối dư luận viên chỉ nhằm tất cả những cơ hội này để làm giảm thiểu đi cái nỗ lực của cái người đấu tranh để mà bớt tai hại cho chế độ. Mục tiêu đó không may là nó ảnh hưởng tới một số những bà con anh em chúng ta. Tôi nghĩ rằng khi tôi nói lại điều này, quý vị phải nghe cho thật kỹ để quý vị thấy rằng nếu quý vị tranh luận về chuyện này hay là đặt vấn đề với cá nhân tôi về chuyện này, xin đặt tên cái nền tảng của sự thật. Tôi xin nói là tôi tôn trọng cái quyết định và tôi còn ngợi ca cái sự chọn lựa của cha Lý, khôn ngoan của cha Lý, sự khiêm tốn của ngài, sự thành thật của ngài ngay từ căn bản để không có lừa bịp ai cả, không có dùng cái lời nói của mình cách này cách kia chỉ để lôi kéo mọi người. Ngài cũng không ngần ngại nói rằng cuộc biểu tình đó có thể sẽ khó đổ máu, có nghĩa là người nào mà quá sợ đến cái mức nào đó thì đó cứ việc ở nhà không sao hết. Nhưng mà có phải vì vậy nên đứng trên cái cương vị của người công dân xót xa khi mà dân tộc chúng ta đang bị chìm đắm trong hoàn cảnh khổ đau như thế này, đất nước đang ở bên bờ vực của một cái đất nước bị tiêu vong. Cha nói tới cái lá cờ của mấy em đi đón Tập Cận Bình của 6 ngôi sao, tôi đã viết về chuyện này. Mà thưa cha, không phải chỉ mấy cái đứa con nít đó mà ở trên đài truyền hình chính thức của Việt Nam, cái hệ thống lớn nhất, 2 ngày liền khi mà Tập Cận Bình đang có mặt ở đó, thì bên cạnh cái cô sướng ngôn viên đó cũng cắm cái lá cờ có 6 ngôi sao. Nó nói những cái gì thì ai cũng có thể biết được rồi. Thế thì từ đó chúng ta phải chia sẻ những cái điều không phải chỉ một mình cha Lý nói đâu, mà đã có rất nhiều người cho chúng ta biết cái nghị quyết thành đô vào năm 1990 nó đang dần dần hiện thực, mà như người ta tiết lộ, mong rằng cái lời tiết lộ này nó không đúng, nhưng mà chúng ta vẫn phải là cái người cảnh giác, nói rằng đến năm 20, tức là chẵn 30 năm là cái thời hạn Trung Quốc sẽ thôn tính Việt Nam dưới một cái hình thái êm đềm bằng cách họ đã thâu tóm lấy tất cả những cái
bộ mặt lớn ở đây là những thứ thái thú của họ rồi. Mà tôi nhớ tôi đã viết một cái bài, phân tích một cái bài của cô con gái của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, là cô Nguyễn, bà Nguyễn Nguyên Bình, một cái người làm việc ở rất lâu ở bên Trung Quốc trong thời gian thân phụ làm đại sứ bên đó, thông thạo ngôn ngữ của người Tàu, hiểu biết được tâm lý của người Tàu, đã đọc rất kỹ về cái tôn tử binh pháp, và bà đã viết một cái bài nói với những người chưa lũ hẳn. Rõ ràng bà muốn nói tới Nguyễn Phú Trọng, và bà bảo rằng nếu Nguyễn Phú Trọng không, trong cái chủ đề đó cho ta hiểu rằng nếu Nguyễn Phú Trọng là kẻ đã lũ lẫn rồi, thì cái bài viết của bà muốn gửi tới những người chưa lũ hẳn. Và trong đó bà phân tích 36 cái trước đó thì họ đã sử dụng khá nhiều những cái trước để làm gì, để mà đi tới một cái trước quan trọng là cầm tặc cầm vương, là khi muốn bắt khi muốn khuất phục một cái đất nước thì nắm lấy cái ông vua của thứ đó. Thế thì cái ông vua của Việt Nam bây giờ là gì? Rõ ràng bà Nguyễn Nguyên Bình nói là Nguyễn Phú Trọng. Thế thì tất cả những luận trong và ngoài nước bây giờ đều nói rằng Nguyễn Phú Trọng hiện nay là con cờ của Tập Cận Bình, là con đẻ của chế độ Cộng sản Trung Quốc, và họ đã chuẩn bị sẵn sàng khi cần đến là tìm cách này cách khác, nếu không ra hải ngoại, ra các quốc gia tự do mà không xong thì sẽ núp bóng Trung Quốc để mặc tình cho Trung Cộng vào đây để biến chúng ta thành một trong cái ngôi sao xoay xung quanh cái ngôi sao lớn là Hán Tộc. Thì đấy là một cái nỗi đau, đấy là một cái tâm thức của một cái người nhạy bén đủ để mà thấy cần phải làm cái gì. Không lẽ bây giờ cứ tổ chức lẻ tẻ những cuộc biểu tình, cuộc xuống đường, thì ít nữa chưa làm được một cách thật thì cũng thực tập một lần xem như thế nào để chúng ta thấy, đánh giá được cái sự phản ứng của quần chúng Việt Nam ra sao. Rồi còn phải có những thực tập kế tiếp chứ không phải chỉ có một lần rồi thôi. Nhưng mà cái lần đầu nó quan trọng. Chúng ta hãy chờ ngày mùng năm này. Mong rằng hồn thiêng sông núi luôn luôn ở với tất cả những người Việt Nam. Dân tộc Việt Nam còn là một dân tộc có tín ngưỡng, có tôn giáo. Tôi vẫn từ ngay từ những ngày đầu đặt bút để viết những cái bài phản biện, để viết những cái bài để nói về cái cuộc đấu tranh này, tôi vẫn chủ trương rằng chỉ có tôn giáo mới cứu được đất nước chúng ta mà. Tôi nói như vậy không phải là tôi miệt thị những tổ chức chính trị. Những tổ chức chính trị vẫn cần thiết, nhưng mà với cái hoàn cảnh và cái đặc thù của Việt Nam, tôn giáo sống một vai trò quan trọng lắm. Dù là Quốc dân đảng, dù là Đảng Việt, dù bất cứ một cái tổ chức chính trị nào đó, thì trong đó những đoàn viên đều là những tín đồ của các tôn giáo. Nếu không phải là Phật giáo thì là Công giáo. Nếu không giáo, không Công giáo thì là một hệ thái tin lành nào đó. Nếu không phải tin lành, không phải Công giáo, không phải Phật giáo thì là Cao Đẳng Phả. Và cuối cùng nữa là Đạo Ông Bà. Cho nên bất cứ người nào đều có tín ngưỡng cả. Thêm một cái nét nữa chúng ta phải để ý. Cộng sản nó là một cái thứ tôn giáo, nhưng mà cái thứ tôn giáo để trong ngõ hẻm. Một cái thứ tôn giáo tôn thờ vật chất, một cái thứ tôn giáo không có một chút gì tôn trọng đạo đức, nhân nghĩa lễ tri kính gì hết. Làm tất cả mọi cách tàn độc nhất để mà nắm quyền. Cho nên những tôn giáo khác có một cái nét đồng thuận với nhau, đều tôn trọng sự thật, đều hướng thượng, đều muốn nâng con người lên, đều lấy tình thương để mà đáp trả oán thù. Và từ đó chúng ta sẽ thắng, nếu mà chúng ta vận dụng được cái khối lực tôn giáo.
Và trong cuộc đấu tranh này, nếu chúng ta kiên trì trong cái cuộc đấu tranh bất bạo động, nhớ lại 7-8-7 năm trước, khi mà có những cuộc xuống đường, có những cuộc tập hợp hàng chục ngàn người ở tòa khâm sứ cũ do cái lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Thiệp hồi đó, tôi đã đặt vấn đề, nếu lúc bây giờ mà có cái sự hưởng ứng của hai tổng giáo phận miền Nam và Huế, không cần phải làm gì nhiều, cũng chỉ cần tập hợp ở các nhà thờ lớn thì 10.000, nhà thờ nhỏ thì 1-2.000, 5.000, không cần phải làm gì cả, cứ việc cầu nguyện, cứ việc phát kinh hòa bình, và nếu được nữa vào những cái giờ nhất định làm những cuộc tập hợp như vậy, thì lúc bây giờ nó sẽ đưa tới một cái cuộc gọi là bất tuân dân sự, nó sẽ đưa tới một cái sự tê liệt của cả một cái xã hội, lúc bây giờ là bất chiến tự nhiên thành. Nhưng mà cái chuyện đó khó, nhưng mà chúng ta phải tập hợp, chúng ta phải tập luyện, chúng ta phải thao dược, chúng ta phải thử nghiệm. Và cái thử nghiệm này Cha Lý đã là người tiên phong đặt ra, và chúng tôi nghĩ rằng, tôi không phải là người làm chính trị cụ thể, tôi vẫn yêu cầu cầu xin kêu mời những vị làm chính trị nên suy nghĩ về một cái phương thức kết hợp và đấu tranh bất bạo như chúng tôi vừa đề nghị. Và nếu có được cái sự hiểm trợ của Công giáo, của Tin lành, của Phật giáo, của Cao Đài Hòa, thì tôi tin chắc chúng ta sẽ thành công. Tôi đã nhìn về những cái hoạt động của những anh em bên Hòa, ngay ở hải ngoại này cũng vậy, anh em bên Hòa làm việc một cách rất đắc lực. Có rất nhiều những quý vị lãnh đạo tinh thần ngay ở đây. Tôi vừa mới nói chuyện với lại một vị lãnh đạo ở trong hội đồng Liên Tôn ở đây, và là một đại diện của Phật giáo Hòa. Tôi rất tâm đắc những nhận định của anh. Những nhận định của anh là những nhận định của tôi đứng về mặt Công giáo. Nếu mà tất cả những quý vị đó đều đồng lòng như vậy, thì sau cái cuộc tập dượt này, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn ra được cái sức mạnh vận động quần chúng. Nó sẽ có thể mở đường cho chúng ta đi vào một cái chu kỳ mới, của cái cuộc đấu tranh mới trong cái giai đoạn này. Thì đấy là một vài điều chúng tôi muốn được chia sẻ, tóm gọn lại. Chúng tôi muốn nói rõ hơn về cái chuyện mà lá cờ. Rất là rõ ràng, chúng ta ngoài này cứ việc dùng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, và đồng thời tôn trọng cái sự quyết định chọn cái lá cờ ngũ sắc ở Việt Nam để tập hợp trong cái việc thử nghiệm một cái cuộc đấu tranh toàn diện này, để cầu mong trong cái phạm vi tôn giáo, tôi là người Công giáo, tôi đã hiệp thông với tất cả những tín hữu đồng đạo của tôi để cầu xin Thiên Chúa hỗ trợ cho cái nỗ lực ban đầu này. Nếu đẹp ý là, thì cái cuộc xuống đường, cuộc tập hợp ngày 5 này sẽ là một cái cuộc tập hợp lịch sử để giúp chúng ta như thế. Alo. À không, bây giờ bố đang bận nhé. À vâng, thì dành nha. Chúng tôi tóm tắt những cái điều chúng tôi trình bày như vậy. Vừa rồi chúng tôi xin lỗi, có một cái điện thoại vào thì tôi gọi, chúng tôi trả lời có thể quý vị nghe. Xin lỗi tất cả quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn Cha Lợi, cảm ơn Cha Lý, đặc biệt những lời của Cha nói ngày hôm nay có thể nó sẽ làm sáng tỏ một cái chủ trương lâu nay. Chúng tôi chỉ đóng góp một phần rất nhỏ vào, và hy vọng là nó có thể được một số những anh em của chúng tôi, những người vẫn thường trao đổi với nhau, có thể bây giờ đang có mặt ở trên cái diễn đàn này, chia sẻ với những suy nghĩ của tôi. Rồi sau này nếu quý vị có những suy nghĩ gì khác mà cần phải xây dựng, như quý vị cứ nói thẳng ra, có thể tiếp xúc trực tiếp với tôi để nói, là để tôi có thể học được quý vị những cái điều cần thiết. Rồi bây giờ xin trả lại diễn đàn cho anh Đặc Biệt. Cũng cảm ơn anh Không Cần đang giúp tôi. Có thể thì nếu còn thì tôi vẫn còn ngồi ở đây để nghe tiếp. Xin cảm ơn tất cả. Vâng, Lạc
Việt xin thay mặt cho chương trình hội luận hôm nay, đặc biệt trong cái chủ đề tập hợp quốc dân Việt, kêu gọi người Việt hải ngoại cùng đồng hành với quốc nội biểu tình để cứu nguy tổ quốc. Vâng, những lời chia sẻ của nhà văn Trần Phong Vũ là coi như thể là đồng hành với những lời chia sẻ của Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý. Và chúng ta mỗi một nơi, tất cả là người Việt Nam đang là quan tâm tới tiền đồ của tổ quốc và thấy đất nước của chúng ta đang trong đại họa mất nước, đại họa diệt vong, thì chúng ta không thể nào ngồi yên được. Và từ nãy tới giờ thì Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý cũng có những phần nghe được rõ ràng, cũng có những phần nghe không có rõ lắm. Tuy nhiên, bây giờ thì xin mời cha Lý có thể chia sẻ đôi lời với nhà văn Trần Phong Vũ, cũng như đúc kết cái phần kêu gọi hải ngoại hãy cùng đồng hành với quốc nội trong cái công cuộc yểm trợ cuộc biểu tình và cũng thực hiện những cuộc biểu tình đồng hành với quốc nội để cứu nguy tổ quốc. Vâng, xin mời cha lên tiếng ạ. Vâng, xin kính chào bác Trần Phong Vũ. Bác thì với tôi cũng có vì thiên duyên từ lâu rồi. Quý vị có nghe nay, không ạ? Nếu không thì lạc Việt nay, máy ạ. Quý vị có nghe rõ không ạ? À, nghe rõ. Vâng, xin cha tiếp tục ạ. Vâng, nhưng hôm nay mới không được diện kiến với bác, nhưng mà ít nhất thì cũng gọi là dự thính với bác, nghe được tiếng nói của bác thì xin cảm ơn và chúc mừng. Tôi thì cũng không dám lên tiếng hiệu triệu ai, nhưng mà hiện giờ có một cái tổ chức mang tên là Tập hợp Quốc dân Việt. Họ đang quy tụ dần dần càng ngày càng đông ở trong nước. Hiện nay thì theo họ thì họ cũng đã được khoảng trên 300.000 rồi. Và càng ngày thì càng có nhiều người tham gia hơn. Hôm qua tôi cũng có nghe một tổ chức, họ cũng muốn tham gia, ủng hộ, và họ nói họ đông lắm. Nhưng mà tôi cũng nắm chắc được là con số họ nói thì có chính xác không. Rồi cũng có những tổ chức thì có mang tính hiện thực hơn. Họ cũng đã từng tổ chức biểu tình. Họ cũng xin tham gia với Tập hợp Quốc dân Việt. Ở hải ngoại thì tôi hy vọng rằng nhiều tổ chức tham gia càng ngày càng đông hơn, bởi vì cái danh xưng quốc dân Việt đã đi vào lòng người. Và vì cái tên gọi là một tập hợp thì từ nó cũng đã nói lên tính đoàn kết và cũng nói lên cái tính không chặt chẽ đóng cửa như một liên minh hay như một phong trào đảng phái, mà nó mang tính tập hợp thì thật sự là cần phải tập hợp. Thì hy vọng ở hải ngoại càng ngày càng có nhiều tổ chức tham gia với Tập hợp Quốc dân Việt, và quý vị có thể có nhiều sáng kiến để làm, nhưng cụ thể như tôi đã thưa thì quý vị cần làm ba việc này. Việc thứ nhất là vận động quốc tế với tất cả những chính khách, tất cả những nhà báo, nhà văn, bất cứ ai mà có thể hỗ trợ được tiếng nói giữa cộng đồng quốc tế cho tổ quốc chúng ta thì chúng ta. Thứ hai là quý vị nên tổ chức những cuộc biểu tình ở nơi mình sống vào những ngày mà phù hợp với công ăn việc làm của quý vị. Nhưng vì quý vị biết ở quốc nội thì cố gắng làm liên tục mọi ngày chủ nhật, và kể cả những ngày nghỉ mà họ đã cưỡng bức
những công nhân, những người lao động phải đi làm ngày Chủ nhật thì nghỉ ngày nào thì những người đó sẽ làm. Rồi nếu cưỡng bức đi làm ngày Chủ nhật thì anh em sẽ đình công ở tại xưởng đó, nhà máy đó. Thì ở hải ngoại quý vị có thể đồng hành vào bất cứ thời gian nào suốt trong năm 2017. Tôi đã muốn kêu gọi để nếu cần thì kéo dài 2018. Nhưng hôm qua có một linh mục ghé thăm tôi và người cương quyết là cố gắng để làm cho xong trong năm 2017. Chứ ngài nói rằng đừng kéo dài ra 2018 nữa mà chồng đi. Cho nên cái vị linh mục đó lớn tuổi hơn tôi, lớp cao hơn tôi mà có vẻ nôn nóng hơn cả tôi nữa, thúc đẩy tôi là phải làm sao cho sống trong năm 2017. Cho nên xin quý vị trước mắt là hỗ trợ bằng cách là cùng biểu tình với quốc nội suốt trong năm 2017. Bất cứ ngày nào, bất cứ lúc nào mà quý vị cảm thấy thuận lợi, rồi quý vị chọn những địa điểm nào mà phù hợp với cái hoàn cảnh của quý vị. Nhưng có lẽ không nên đi xa quá mà thành ra tổ chức tốn kém, kéo dài quá thì ảnh hưởng đến kinh tế gia đình của quý vị. Việc thứ ba là quý vị bên gì mà hỗ trợ được cho quốc nội thì chúng tôi lại càng cảm ơn. Vì trong quốc nội thì quý vị biết rồi, khó khăn nhiều mặt. Ngay cả việc bây giờ quý vị mà có muốn có gì giúp đỡ tôi mà gửi về cho tên tôi nhận cũng chẳng được. Thì ngay cái tên của mình mà họ cũng phong tỏa thì cũng nữa là các việc khác. Cho nên xin quý vị nhiệt tình và linh động sáng kiến. Sau cùng thì xin quý vị hiểu cho tất cả những vấn đề tế nhị của chúng ta về mục tiêu và về lá cờ chúng ta phải dùng. Cảm ơn bác Trần Phong Vũ đã giải thích ý nghĩa của lá cờ. Thì có nhiều người đã cố tình xuyên tạc cái việc dùng biểu tượng này thì không sao cả. Họ xuyên tạc rồi thì họ sẽ hối hận. Họ xuyên tạc rồi thì họ sẽ sám hối. Và họ xuyên tạc rồi thì họ tự bù đắp lại, chứ chúng ta ở đây không có cần phải giải thích lên án gì ai. Rồi về mục tiêu của chúng ta cũng có những người cố tình xuyên tạc. Họ đòi rằng chúng ta phải lật đổ chế độ cộng sản đã rồi mới nói đến chuyện này chuyện khác. Thì xin thưa quý vị rằng 40 năm qua chúng ta đã cố gắng làm điều này nhưng hầu như dậm chân tại chỗ. Vậy hôm nay là một cơ hội, một dịp thuận tiện chống ngoại xâm. Cái lý do chống ngoại xâm là lý do dễ đoàn kết dân tộc nhất. Mà xưa nay bao giờ có việc chống ngoại xâm thì đều quy tụ được toàn dân. Kể cả Hai Bà Trưng cũng quy tụ được một thời gian. Kể cả Bà Triệu cũng quy tụ được một thời gian. Thì cũng nữa chúng ta mà vẫn không quy tụ được thì chúng ta tại thiếu nhiệt tình và thiếu quyết tâm thôi. Do đó phải tận dụng cái cơ hội là cần quy tụ để chống ngoại xâm thì chúng ta sẽ quy tụ được. Và chúng ta đang quy tụ thành công. Khi quy tụ để chống ngoại xâm rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến lên dân chủ hóa đất nước một cách công bằng, minh bạch, không phân biệt ai. Ai có tài, ai được dân tín nhiệm, ai có sức để lãnh đạo thì chúng ta mời họ lãnh đạo. Và lãnh đạo qua cuộc bầu cử công bằng, minh bạch. Cho nên ở đó sẽ không có việc đố kỵ để loại trừ ai hết.
mà chính là phiếu của toàn dân là trọng tài công bằng nhất để quyết định ai lãnh đạo. Chúng ta cũng đã hình công việc khó khăn, cho nên chúng ta đã tìm một người có thể lãnh đạo lúc đó và chấp nhận thất bại, chấp nhận sẽ bị lật đổ, bị từ chức, hoặc tệ nhất là bị ám sát. Vì vì đó chúng tôi vẫn từ 17 năm qua vẫn đã bị lê lai, chúng ta đang tìm và trong quốc nội hy vọng đã có rồi, chúng ta cố gắng để tìm một Lê Lợi. Vì Lê Lợi này sẽ ổn định tình hình sau những xáo trộn ban đầu. Thì quý vị cũng nỗ lực để tìm những vị lãnh đạo đó giúp chúng tôi. Rồi trước mắt chúng ta cũng cần tìm những người đứng ra để đối thoại với những người đang cầm quyền. Có nhiều tổ chức đòi rằng toàn dân phải đứng lên, dùng vũ khí, dùng bom xăng, dùng bất cứ thứ gì để lật đổ cho được. Thưa quý vị, không nên làm như vậy, chẳng những đi không đi đâu 40 năm qua mà lại đổ máu. Rồi Trung Quốc sẽ tìm cớ mà nhảy vào một cách hợp pháp. Trước mắt quốc tế như vậy thì tan hoang đất nước chúng ta. Cho nên chúng ta không dùng bạo lực để đi vào cái ngõ cụt, mà chúng ta phải ôn hòa đứng lên, rồi sẽ có những cuộc đối thoại. Phải đối thoại với ai? Thưa, phải đối thoại với những người mà họ đang nắm mặt an ninh, nắm mặt điều hành đất nước, nhưng buộc họ phải đối thoại, bởi vì họ đã hiểu lòng dân thế nào. Chúng ta cũng không hòa hợp hòa giải với bất cứ ai là mang danh là cộng sản, không hòa hợp hòa giải với ai là lừa gạt dân chúng, độc tài áp bức. Chúng ta chỉ hợp tác với ai đã giác ngộ, đã thức tỉnh, đã đứng về phía toàn dân. Thì việc hợp tác như thế là thật sự cần thiết. Cho nên đừng ai dùng cái chiêu bài hòa hợp hòa giải để chia rẽ, để tấn công chúng ta và làm cho công việc chúng ta lại suy yếu đi. Những người cố tình lợi dụng cái chiêu bài đó để phân hóa hàng ngũ của nhau thì không nên, và rồi sẽ phải hối hận, sẽ phải sám hối. Lúc này là lúc từng trẻ em quốc dân Việt, từng người già quốc dân Việt phải cùng một lòng một ý. 95 triệu dân, 98 triệu dân phải cùng một tâm một ý. Mà giá như không được 98 triệu thì nhất cũng phải đại đa số trong cái 98 triệu ấy. Xin quý vị truyền tải những điều tôi vừa trình bày để hy vọng mọi người hiểu và cùng nhau đoàn kết. Xin cảm ơn, xin kính chào. Vâng, một lần nữa Lạc Việt xin kính cảm ơn Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý đã chia sẻ trên diễn đàn rất là nhiều điều cần thiết cho một cái cuộc đấu tranh phải nói là trực diện và hết sức là muôn vàn khó khăn, nhưng mà có lẽ là mọi người đã sẵn sàng quyết tâm, dù cho có bị đàn áp giống như cuộc xuống đường vừa rồi đi khiếu kiện thì chắc chắn tinh thần bà con vẫn không thể nào chùn bước được. Có thể con số sẽ giảm đi, nhưng mà cái tinh thần của những người kiên cường chắc chắn sẽ là những cái hướng dẫn cần thiết cho một cái tập thể của người Việt luôn luôn quan tâm tới tiền đồ của Tổ quốc, và đã thấy rõ là đất nước chúng ta biển càng ngày càng phải là nói là ô nhiễm nặng, đang là ô nhiễm nặng và coi như thể là giết chết mọi cái sinh hoạt của rất là nhiều đồng bào đang là sống ở cái vùng biển đã chết. Và bây giờ Lạc Việt cũng còn thấy được chợ Kim Biên
ở Sài Gòn là một trong những cái nơi bán thuốc độc cho toàn thể người dân Việt Nam. Những cái chất độc hại xuất phát từ Trung Quốc đã được bán một cách tự do ở chợ Kim Biên, và mọi thứ thực phẩm bây giờ đều được sử dụng bằng những chất độc hại đó. Quả thực là Trung Cộng đang giết người dân bằng nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực vũ khí, lĩnh vực chất độc, lĩnh vực kiểm soát bộ chính trị, kiểm soát công an, kiểm soát bộ đội, kiểm soát hết mọi lĩnh vực. Thành thử ra Tập hợp Quốc dân Việt và thông qua những lời kêu gọi của Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý đã là những lời kêu gọi thật là tha thiết. Chúng ta hãy pass tất cả những cái khó khăn ở hải ngoại, bởi vì chúng ta đang ở hải ngoại. Tất cả những lời đàm tiếu vô dụng và tất cả những cái lời độc ác, chúng ta hãy cho nó qua một bên, và chúng ta hết sức yểm trợ cho đồng bào quốc nội bằng những sự kiện thực tế. Chúng ta là những người không phải là trùm hền. Chúng ta sinh hoạt ở trên Pow Talk này, nhưng Lạc Việt biết là rất nhiều người đang sinh hoạt ở các cộng đồng, ở các đoàn thể. Chúng ta là những người hiện diện trong cộng đồng, hiện diện bằng con người thật, đang làm việc, đang đấu tranh ở trên tất cả những cái sự thực cụ thể, chứ không phải là chúng ta chỉ dùng những cái nick, rồi dùng cái nick đó để làm việc này việc kia, mà đôi khi như lời bác Trần Phong Vũ nói là đang là thực hiện cái nghị quyết 36 của khoảng chừng 4.000 dư luận viên đang là hoành hành ở trên lĩnh vực truyền thông của quốc nội. Vâng, bây giờ thì chắc chắn là chúng ta đã quá giờ sinh hoạt hôm nay. Có một bài mà chúng ta cần chia sẻ, cần lắng nghe, và nhất là chia sẻ với đồng bào ở quốc nội. Đừng sợ hãi, của nhạc sĩ Lê Văn Hưng. Xin mời bác Văn Khoa post lên để chúng ta cùng chia sẻ cái bài Không Sợ Hãi. Bởi vì không phải chỉ có người Việt ở trong nước có cơ hội sợ hãi, mà thực sự ra nhiều người Việt ở hải ngoại này cũng sợ hãi, đã dùng những nickname để mà nói những lời cay độc. Những người đó đang là sợ hãi sự thật và đang là sợ hãi của những sinh hoạt trong các cái cộng đồng cho những công cuộc biểu tình sắp tới, đồng hành với quốc nội để cứu nguy tổ quốc. Mời anh Văn Khoa. Kính chào toàn thể quý vị. Quý vị có nghe tôi không ạ? Vâng, cảm ơn hồn tổ quốc, cảm ơn cụ hồn nhiên. Thưa quý vị, trước khi phát cái bài hát Đừng Sợ Hãi thì tôi có một vài lời. Thứ nhất, xin được chia sẻ với quý vị. Thứ nhất, tôi hoàn toàn đồng ý với Linh Mục Nguyễn Văn Lý về cái hành động mà chúng ta phải chọn lựa trong những cái cuộc biểu tình sắp tới đây. Đó là bất bạo động. Bất bạo động không có nghĩa là hèn nhát, mà bất bạo động mới thể hiện được cái tình yêu giữa người với người. Mặc dù ngay đối với kẻ thù của mình cũng vậy. Linh Mục Lý đã thực hiện cái lời dạy của Chúa, của Phật, là phải yêu thương cả kẻ thù của mình nữa. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, chúng ta phải thấy rằng bây giờ nếu chúng ta bạo động thì chúng ta sẽ bị đối mặt với cái sự đàn áp của bọn Cộng sản Việt Nam. Nếu quý vị đọc cái cuộc đời của Thánh Gandhi, khi ông ấy hy sinh để tranh đấu cho cái nền độc lập của Ấn Độ, thưa quý vị, hàng ngàn người ở đất Ấn Độ đã bị chịu đàn áp, đổ máu, đổ xương và chết hàng trăm người. Nhưng thưa quý vị, khi mà có những người quá bực mình đã bạo động, thì ông Gandhi cũng nói, quý vị mà bạo động đó thì tôi sẽ không tiếp tục lãnh đạo cái phong trào. Và rốt cục cũng nhờ bất bạo động mà thưa quý vị, cái phong trào đó
đã đưa đến cái thành công. Thưa quý vị, tôi ủng hộ chân lý, không phải chân lý là tôi cùng đạo với chân lý. Tôi ủng hộ chân lý là vì chân lý thực hiện được cái lòng yêu tổ quốc, cái lòng, thưa quý vị, yêu đồng bào của mình. Và cái chân lý và cái tín nghĩa mà cha lý và cha lợi đã thực hiện, chứ không phải tôi là người công giáo. Đó là cái điểm chính, thưa quý vị. Bây giờ tôi xin mời quý vị hãy nghe bài hát Đừng Sợ Hãi. Quý vị có nghe cũng là không, quý vị? Tuổi trẻ mong tiến lên, hào hùng bước theo lời nguyện. Tuổi trẻ dâng hiến cho hạnh phúc toàn dân. Tuổi trẻ vươn cánh tay, dựng để sống yên công bình. Phải chịu bao bất công mà hiếp dân mình. Đừng sợ hãi vươn lên, cho quê hương Việt Nam. Thưa quý vị, đó là bài Đừng Sợ Hãi. Hồi nãy tôi có đọc, anh Nguyễn Lâm Phong nói là không đúng, tôi xin lỗi. Thế nhưng thưa quý vị, là cái bài hát này nó cũng làm cho chúng ta bừng tỉnh dậy và đừng có sợ hãi, nhất là đối với những đồng bào ở trong nước. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị và xin trả lại diễn đàn cho cô Hồng Diên. Bây giờ chúng ta hãy chia sẻ một bài Đừng Sợ Hãi Nữa của Phan Văn Hưng. Mời Hồn Nhiên.
Đừng Sợ Hãi của Phan Văn Hưng. Mời Hồn Nhiên. Cái tay đưa lên, hàng ngàn cái tay đưa lên, hàng vạn cái tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình phải trong vinh quang, nền công lao bao máu xương hùng anh. Nào đứng lên bên nhau, nào cùng sát vai bên nhau, thề nguyện với vùng tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta, trận âm mưu trên các thêm sơn hà. Quyết chiến, để quyết chiến, quyết chiến, quyết không cần hòa bình đem tôi, chẳng liên hiệp ngồi chung quân bắt nước phong đồ. Quyết chiến, để quyết chiến, quyết chiến, đánh cho cùng dù mình phải chết, để mai này về sau còn chấp không còn. Vẫn nước đang đương lên, hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn quân công nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân, thề che bao đôi chân ngồi cùng với quân xâm lăng, ta thà chết chứ không thể lui, quyết không thể phản bội quê hương. Ta thà chết chứ không thể lui, quyết không thể phản bội quê hương. Tay đưa lên, hàng ngàn cái tay đưa lên, hàng vạn cái tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình phải trong qua nền công lao bao máu xương hùng anh. Nào đứng lên bên nhau, nào cùng sát vai bên nhau, thề nguyện với vùng tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Vẫn nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta, trận âm mưu trên các thêm sơn hà. Quyết chiến, thề quyết chiến, quyết chiến, quyết không cần hòa bình đem tôi, chẳng liên hiệp ngồi chung quân bắt nước vong nô. Quyết chiến, thề quyết chiến, quyết chiến, đánh cho cùng dù mình phải chết, để mai thay về sau còn cho ta sống còn. Vẫn nước đang vươn lên, hàng vạn chiến công chưa quên, hàng vạn sát quân công nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân, thề trao đuôi chân ngồi với quân xâm lăng, ta thà chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương. Ta thà chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương. Ta thà chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương. Cảm ơn cả nhà. Chúng ta đi vào phần đúc kết. Mời Hồn Nhiên.
đe dọa. Đừng sợ nữa tôi tâm man dở, đừng sợ những mánh mưu xa đọa, vì ngày sắp đến tòa anh bao la. Đừng sợ nữa bóng ma chập chờn, đừng sợ nữa hao danh không còn, đừng sợ những tháp son không hồn của thời bao chưa nuôi tiếc ngay ta. Đừng sợ nữa ơi ai nay thật, đừng quỳ gối trước tim xúc vật, đừng lùi bước hay tung sức bật, vì sao đang tâm luôn cúi quay mặt. Đừng quằn lưng trước ngôi đê tiền, đừng cầu xin những ơn thuộc phiền, đừng lặng lẽ cắn môi an phận, mặc cho ai kia bọn phép muôn dân. Đừng sợ nữa bóng đêm này gió, đừng lùi thân miếng cơm ô nhục, đừng lại van cúi xin khuất phục, vì càng người lớn ngày tháng bao ngân. Vâng, xin cảm ơn Hồn Nhiên đã post bài Đừng Sợ Nữa của nhạc sĩ Phan Văn Hưng. Có lẽ là hôm nay phải nói là rất vui chúng ta được chia sẻ với Linh Mục Radio Nguyễn Văn Lý, chia sẻ với Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi và chia sẻ với nhà văn Trần Phong Vũ. Và có những tiếng nói như tiếng nói của anh Văn Khoa, và có thể là tiếng nói của đại đa số, tuyệt đại đa số của tất cả các chapter ở trên diễn đàn đang sinh hoạt live hôm nay là diễn đàn Đâu Là Sự Thật. Để nói lên cái tâm trạng của chúng ta, cái tâm tình của chúng ta đang hướng về quốc nội. Và hơn lúc nào hết, cái sự thôi thúc đó là một cái sự phải nói là nóng bỏng, bởi vì người Việt chúng ta không còn thời gian dài hơn nữa để tiếp tục trì trệ cái công việc đấu tranh. Dù cho phải là đổ máu, như đã từng đổ máu, thì cũng không thể nào dừng được cái công cuộc đấu tranh. Chúng ta ở hải ngoại này có đủ mọi thứ tự do, và cũng là một cái cơ hội để chúng ta chia sẻ, đồng hành với quốc nội qua những cuộc biểu tình, qua những công tác yểm trợ, để đồng bào quốc nội có những phương tiện để thực hiện sự liên lạc, thực hiện cái vấn đề truyền thông một cách nhạy bén và đỡ cái vấn đề tàn sát của bọn công an hơn. Thì đây có lẽ là một trong những cơ hội chúng ta thể hiện cái tinh thần đó.
giờ này chúng ta còn sợ hãi ai nữa? Tâm tình của chúng ta là hướng về Tổ quốc. Tâm tình của chúng ta là đồng hành với quốc nội để cứu nguy Tổ quốc. Thì chúng ta còn sợ gì ai nữa? Không lẽ chúng ta sợ ba cái tiếng nói lẻ tẻ nào đó cố ngăn cản cái công cuộc cứu nước của đồng bào trong quốc nội? Và cái phần tiếp theo, Lạc Việt xin phép được không tổng kết, bởi vì coi như chúng ta vẫn còn đang liên tục hướng về quốc nội và hướng về cái công cuộc yểm trợ cho quốc nội bằng cái tâm tình của chính chúng ta, bằng những bài hát mà quý vị post lên hoặc là hát, bằng những sự chia sẻ của quý vị bằng cách giơ tay cầm mic, và bằng những sự chia sẻ tâm tình cũng như đóng góp của quý vị qua vấn đề thực tiễn, để đóng góp những cái vấn đề thực tiễn nhất cho vấn đề banner, biểu ngữ, vật dụng liên lạc, vật dụng để mà sử dụng vấn đề truyền thông. Tất cả như cha Lý đã nói là cha Lý không có cái còn cái phương tiện để nhận trực tiếp từ quý vị, nhưng quý vị khôn ngoan biết được cái con đường sẽ yểm trợ như thế nào để đến tay đồng bào quốc nội trong cái công cuộc yểm trợ biểu tình ở trong quốc nội và đồng hành với quốc nội để cứu nguy Tổ quốc. Bây giờ thì Lạc Việt xin được nhường lại cho tất cả quý vị, có lẽ là xin được nhường lại cho Sao Anh Chưa Chết để có đôi lời với cái buổi hội luận hôm nay, đặc biệt với Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý, Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi, nhà văn Trần Phong Vũ, là những người đại diện cho những người trong quốc nội đang là phải đối diện với lại bạo quyền Việt Cộng để mà tìm đường cứu nước. Vâng, nếu mà Sao Anh Xưa Chết không có cầm bích thì xin nhường lại cho một óc của diễn đàn. Xin mời Trần Thái Sơn. Dạ vâng, con xin kính chào cha, hai cha Thắng Lý và cha Lợi. Xin kính chúc cha được hồn an và sát mạnh, vững niềm tin. Con nghĩ rằng không phải chỉ có chúng con ở trong diễn đàn nhỏ bé này ủng hộ cha, mà con nghĩ rằng những việc làm của cha sẽ được sự ủng hộ của toàn thể đồng bào hải ngoại. Bởi vì cái cuộc lên tiếng của cha và cái việc làm của cha là một việc làm chính nghĩa, đòi hỏi một sự công bằng, bác ái, nhân hậu. Thành ra con nghĩ rằng không phải chỉ có chúng con, mà con hy vọng rằng qua lẫn lời chia sẻ của cha, mọi người sẽ nhìn được cái quan điểm còn đường lối của cha để mà ủng hộ. Xin Chúa chúc lành cho cha và tất cả những vị lãnh đạo tinh thần của tôn giáo, những nhà đấu tranh dân chủ trong nước được hồn an và sắc mạnh. Nguyện xin Chúa toàn năng ban trần đầy hồng ân xuống cho tất cả chúng ta, cũng như những vị ở trong nước đang dấn thân. Con không biết gì hơn, xin được đại diện các anh em ốp một lần nữa. Xin cảm ơn tất cả quý vị trưởng thượng, chú bác, anh chị em đã đến diễn đàn ngày hôm nay để cùng với chúng con, cùng với cha chia sẻ những sự mà cha đã đưa ra. Và chúng con nghĩ rằng không phải chỉ có chúng con, mà tất cả những ai có lương tâm, những ai có một cái gọi là nhớ với đất nước Việt Nam, thì con nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ ủng hộ cha. Con xin một lần nữa xin kính cẩn nghiêng mình cảm ơn tất cả quý vị trưởng thượng chú bác đã đến với diễn đàn ngày hôm nay. Xin một lần nữa mời các anh chị đánh thật là nhiều bông, nhiều hoa để dâng lên để mà tặng cha, tặng các ốp, tặng các anh chị đã có mặt ngày hôm nay để mà sinh hoạt. Quang Sơn Nguyễn xin được thay mặt diễn đàn cảm ơn anh Lạc Việt đã điều hành ngày hôm nay, và cũng như các diễn giả. Rất là tiếc mình nghe thì đầu túi, nhưng mà có những phút thì phải nằm nghỉ. Mong lần nữa con xin kính chào cha và kính chúc các vị luôn hồng an và sức mạnh. Con xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh Trần Thái Sơn là óc của diễn đàn Đâu Là Sự Thật, đã thay mặt diễn đàn, thay mặt tất cả quý chatter, quý óc, ban điều hành, v.v. nói những lời chia sẻ và đồng hành
với Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý, đúng hơn là đồng hành với quốc đội, mà gần gũi hơn là đồng hành với tập thể quốc dân Việt, thực hiện những công cuộc biểu tình suốt năm 2017 để cứu nguy dân tộc. Vâng, bây giờ Lạc Việt xin được trả lại cái mic này cho Ốc Sương Mù. 2006 ra đời thì có rất là nhiều anh chị em trong nước